Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình nuôi một con lừa, dùng nó để kéo cối xay và chuyên chở. Người chủ thấy lừa quá chậm chạp nên thường dùng roi đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi chết, nó được đầu thai làm người. Khi người chủ hay đánh đập lừa chết, lại đầu thai là một người phụ nữ. Khi cả hai người này đến tuổi thành hôn thì họ cưới nhau. Quý vị có biết cặp vợ chồng này sống với nhau như thế nào không? Suốt ngày người chồng đánh đập người vợ, ông đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm vật gì trên tay, cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa chửi, cho dù người vợ chẳng làm điều gì sai trái. Một hôm thiền sư Chí Công đi qua nhà họ, người phụ nữ bèn thưa với ngài: "Chồng con ngày nào cũng đánh và chửi con quá chừng mà con không biết tại sao. Bạch ngài, xin ngài hãy dùng ngũ nhãn lục thông bảo cho con biết mối tương quan nhân quả của chúng con đời trước ra sao mà đời nay chồng con đánh đập và chửi mắng con hoài vậy?" Thiền sư Chí Công đáp: "Tôi sẽ nói rõ tương quan nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước bà là một người đàn ông, ngày nào bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục nó phải kéo cối xay bột. Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chổi tre. Nay ông chủ được đầu thai lại làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai làm người chồng. Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà, cũng như kiếp trước bà đã thường đánh chửi ông, tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả tương quan với nhau rồi, tôi sẽ bày cho một cách để chấm dứt dòng quán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ trong nhà, ngoại trừ cái chổi đuôi ngựa, chổi dây. Khi người chồng thấy chẳng còn vật gì dùng để đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này để đánh. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó bà mới báo cho anh ta biết nhân đời trước và quả đời sau báo ứng với nhau rất rõ ràng, như tôi vừa giải thích cho bà. Anh ta sẽ không còn đánh bà nữa." Người phụ nữ làm đúng như lời thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó để đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn, nhưng lần này cô ta kiên nhẫn ngồi đó chịu đòn cho đến khi ông chồng ngừng tay. Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta kể lại việc được thiền sư Chí Công giải thích cặn kẽ tương quan nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong ngẫm nghĩ: "Như thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại rồi tìm ta để đánh chửi." Từ đó ông chồng không còn đánh mắng người vợ nữa. Thế nên quý vị phải biết mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân đã tạo. Quý vị chẳng thể nào biết được trong đời trước ai đã từng là mẹ, là anh, là cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quý vị hiểu được đạo lý nhân quả thì quý vị có thể chuyển hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ những việc ác. Còn một chuyện nữa về thiền sư Chí Công. Một ngày, ngài ăn hai con chim bồ câu. Ngài rất thích món ăn này. Người đầu bếp nghĩ rằng món thịt bồ câu chắc là rất ngon, nên ngày nọ anh ta quyết định nếm thử. Anh ta làm việc này với hai ý nghĩ: một mặt là muốn thử xem thức ăn hôm nay mình làm có ngon hay không. Một mặt khác, anh ta nghĩ rằng ngài Chí Công ngày nào cũng thích ăn bồ câu, nhất định đây là một món ăn rất ngon, nên muốn thưởng thức một chút rồi mới đem đến cho thiền sư dùng. Khi người đầu bếp mang thức ăn đến, ngài nhìn đĩa thức ăn và hỏi: "Hôm nay có ai nếm trộm thức ăn này, có phải chính anh không?" Người đầu bếp liền chối. Thiền sư liền bảo: "Anh còn chối, tôi sẽ cho anh thấy tận mắt ai là người nếm trộm, hãy nhìn đây." Ngài liền ngồi ăn, ăn hết hai con bồ câu rồi, ngài liền há miệng rộng. Trong đó, một con bồ câu liền vỗ cánh bay ra, còn con kia thì bị mất một cánh, không thể bay lên được. Thiền sư mới bảo: "Anh thấy đó, nếu anh không nếm trộm thì tại sao con bồ câu này không thể bay được? Chính là vì ông đã ăn hết một cánh của nó." Chuyện này làm cho anh đầu bếp biết thiền sư Chí Công không phải là người thường. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát, thế nên ngài có năng lực biến những con bồ câu bị nấu thành thức ăn rồi thành bồ câu sống. Không phải là Bồ Tát không làm chuyện này được. Thiền sư Chí Công còn thường ăn một loại cá gọi là tuệ ngư, cũng đem cá ra nấu nướng rồi ngài ăn từ đuôi lên đầu, nhưng sau đó ngài lại há miệng ra làm cá sống lại. Vì vậy những việc này là rất thường đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát. Thiền sư Chí Công là một vị Bồ Tát, nhưng không bao giờ ngài nói: "Các ngươi biết không, ta là một vị Bồ Tát, ta đang giáo hóa chúng sanh, ta có đại nguyện này, hạnh nguyện kia."
các vị không bao giờ móng khởi ý niệm ấy. Cho nên chúng ta là hàng phàm phu, dù có thấy chư Phật hay Bồ Tát cũng không thể nào nhận biết được. Việc làm của Bồ Tát cũng gần như hành xử của người thường, nhưng thực chất lại không giống nhau, là vì phàm phu khi hành động chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không nghĩ đến sự giúp đỡ cho người khác. Còn Bồ Tát thì chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác mà không nghĩ đến mình. Khác nhau là ở điểm này: Bồ Tát thì tự làm lợi ích cho mình, còn lo làm lợi ích cho người khác. Tự giác ngộ mình xong rồi giúp cho người khác giác ngộ, tự độ hoàn toàn, lợi tha hoàn toàn. Ý nghĩa của chú Đại Bi mà tôi đang giảng cũng nằm trong đạo lý này vậy. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Tâm Linh. Mời quý vị theo dõi câu chuyện luân hồi, làm heo đau khổ muôn phần. Trong luân hồi chuyển sinh, qua lại giữa người và động vật, điều thường thấy nhất trong các ghi chép sách cổ không phải là luân hồi giữa người và chó, mà là luân hồi chuyển sinh giữa người và heo. Bởi vì ở nước ta, heo là nguồn cung cấp thịt chủ yếu nhất, vậy nên một khi đã chuyển sinh thành heo rồi thì tất nhiên khó tránh khỏi số phận bị giết mổ. Vậy nên một khi đã đầu thai thành heo thì không chỉ chờ đợi phía trước là một số phận bi thảm, mà đằng sau đó còn có xen lẫn hàm nghĩa nhân quả báo ứng nữa. Xin dẫn ra một câu chuyện như sau. Vào thời chiến quốc, đại tướng Bạch Khởi nước Tần sau trận chiến ở Trường Bình đã tàn nhẫn chôn sống hơn 40 vạn quân không một tấc sắt trong tay của nước Triệu. Do vậy đã tạo nên nghiệp tội đời đời kiếp kiếp khó mà trả hết được. Theo những câu chuyện được lưu truyền ở dân gian, mọi người khi giết mổ heo thường phát hiện rằng sau khi nhổ bỏ lông heo rồi thì thấy trên lớp da thường có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người đều tin chắc rằng đây là do Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, cần phải chuyển sinh thành 40 vạn lần làm kiếp súc sinh mới có thể hoàn trả sạch cái tội chôn sống binh sĩ nước Triệu. Trong Đông Chu Liệt Quốc cũng có lời văn tương tự như vậy, ghi chép như sau. Về sau, đến cuối những năm triều đại nhà Đường, có sét đánh chết một con trâu, bụng trâu có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người nói rằng Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, vậy nên hàng mấy trăm năm sau vẫn còn phải chịu báo ứng làm kiếp súc sinh bị sét đánh chết. Nghiệp giết chóc nặng đến như vậy, những người làm tướng há không e dè được chăng? Kẻ ác tạo nghiệp bị biến thành heo. Điều này khiến cho tôi nhớ đến một câu chuyện trước đây. Vào những năm 20, ở Sơn Đông đã từng xảy ra một chuyện như thế này. Có một tên cướp biển, chuyên giết người cướp của. Có một lần, trong khi đang giao đấu, đã bị người ta giết chết. Sau khi linh hồn của anh ta rời khỏi thân xác thì chạy băng băng trên một cánh đồng rộng trong đêm tối. Bởi vì trời tối nên anh ta không hề hay biết rằng cái thân xác thịt của mình đã chết rồi. Phía sau có hai người đang đuổi theo rất gấp, anh ta cứ liều mạng mà chạy. Hai người kia đuổi kịp rồi, liền khoác một bộ y phục màu đen lên mình anh ta. Anh ta giãy giụa cởi bỏ y phục màu đen đó, rồi lại chạy thục mạng tiếp. Một lát sau, hai người kia lại đuổi theo kịp, lại mặc một bộ y phục màu đen lên người anh ta. Anh ta lại vùng thoát được, lại chạy nữa. Hết lần này đến lần khác, nhiều lần như vậy. Một lần sau cùng, anh ta nhìn thấy trước mặt có một ngôi nhà, liền vừa cởi bỏ y phục vừa lao đến ngôi nhà có ánh đèn kia. Anh ta gần như đã cởi bỏ toàn bộ y phục màu đen đó rồi, chỉ còn sót lại tay phải vẫn chưa kịp cởi bỏ ra. Anh lao vào trong nhà, ngay chính thời khắc này có một tiếng khóc nỉ non vọng ra. Sản phụ trong nhà này đã sinh hạ một đứa bé. Đứa bé sinh ra hết thảy đều bình thường, chỉ là tay phải lại là chân heo. Đứa bé này chính là tên cướp biển lúc đó chuyển sinh. Lúc đầu, bởi tên cướp biển này đã giết người, tạo ác nghiệp quá sâu và nặng nên bị bắt phải chuyển sinh thành heo, mặc cho người ta giết mổ để hoàn trả nợ nghiệp lúc còn sống. Bộ y phục mà hai quỷ sai đuổi theo chụp lên người anh ta chính là bộ da heo. Bởi vì anh ta đã đầu thai trực tiếp, vốn không tẩy sạch ký ức trong đầu, nên một đời này anh ta mang theo bằng tay phải có hình dạng móng heo cùng với những ký ức đời trước của mình đi khắp nơi giảng nói đạo lý nhân quả, thiện hữu ác báo cho mọi người nghe, khuyên dạy người ta hãy nên tích đức hành thiện. Giống như ví dụ trước,
câu chuyện luân hồi thành heo của người này thật khiến người ta nghe thấy không khỏi rùng mình rợn cả tóc gáy. Trong một đám tiệc, tôi ngồi cùng bàn với vợ của một ủy viên lập pháp họ Đổng. Trong lúc nói chuyện phím, tôi biết được rằng vợ chồng họ Đổng tuy xã giao bận rộn nhưng đã ăn chay trường từ khá lâu rồi. Tôi không khỏi hiếu kỳ và hỏi nguyên do. Bà Đổng nói, đó là bởi người cậu của bà. Ông nói rằng bản thân ông có thể nhớ được chuyện của rất nhiều kiếp trước, còn nói ông chính là heo chuyển sinh. Hơn nữa, không phải chỉ có một đời làm heo thôi đâu, ngoài ra còn thuật lại với bà về nỗi đau đớn của loài heo khi bị giết thịt. Ông kể rằng, sau khi con heo bị giết chết rồi, nỗi đau đớn vốn không phải chỉ dừng lại ở đây, mà vẫn còn có cảm giác rất mẫn cảm đối với cái thân xác thịt kia. Sau khi thịt heo ngoài chợ được mua về, phàm là thịt heo bị bầm càng vụn hoặc thời gian nấu càng lâu thì hồn phách của con heo đó sẽ càng đau đớn. Nhất là đem thịt heo làm chà bông, cần phải dùng muối ướp thấm vào tận trong da thịt, còn phải trải qua quá trình rang sấy, nỗi đau phải chịu trong đó thật không phải là điều mà con người thường có thể tưởng tượng được. Điều đáng sợ hơn nữa, loại đau đớn này cần phải đợi đến sau khi người ta ăn hết số chà bông này mới kết thúc. Cũng chính là nói rằng nỗi đau của một con heo không phải sau khi chết là chấm hết, mà cần phải đợi đến khi người ta ăn hết tất cả số thịt mới kết thúc vậy. Ông ấy lại kể rằng, ông đã làm heo không biết bao nhiêu đời rồi, đếm cũng đếm không hết. Mỗi lần nghĩ đến nỗi đau từng làm heo, trong lòng vẫn không lạnh mà run. Ông ấy nói rằng, đời này Diêm Vương vẫn muốn phán ông tiếp tục làm heo nữa. Ông nghe xong sợ quá, vội vàng coi chân bỏ chạy. Nhưng phán quan rất mau đã túm lấy một mớ lông heo trên tay ném về phía lưng của ông. Vậy nên kiếp này phần lưng của ông vẫn có một dúm lông heo. Nói xong, ông liền cởi áo ra cho mọi người nhìn để chứng tỏ những gì ông nói hết thảy đều là sự thật. Bà Đổng nói, từ sau khi nghe chuyện của người cậu, hai vợ chồng từ đó không còn đụng đến bất cứ một miếng thịt nào nữa. Ngoài ra, còn có người kể rằng, ở quê của họ gần 2 năm nay đã xảy ra mấy chuyện như thế này. Chuyện này, bên phía chính quyền cũng phong tỏa thông tin rất nghiêm ngặt, không để bên ngoài được biết. Trong thôn có những người vô cùng xấu xa, ví như con dâu ngược đãi mẹ chồng. Đột nhiên vào buổi sáng một ngày nào đó, lật tấm chăn ra xem thử, thì thấy nửa thân dưới của cô con dâu này đã biến thành thân heo, nửa thân trên vẫn là người. Cũng có người là nửa thân trên biến thành heo, nửa thân dưới là người. Còn có người biến thành trâu bò hoặc những loài súc vật khác nữa, đều là nửa thân người, nửa súc sinh. Tại sao lại không hoàn toàn biến thành súc sinh mà luôn chỉ là một nửa thôi? Mọi người trong làng đều biết rằng, nếu như một người hoàn toàn biến thành súc vật rồi, thế thì sẽ không có ai tin cả. Họ sẽ nói đây đơn giản chỉ là trò đùa quái đản của ai đó đuổi người ta đi rồi đặt một con heo ở đó. Vậy nên biến thành nửa người nửa heo là có thể trực tiếp thức tỉnh con người để cho con người biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đợi đến khi phải hoàn trả nghiệp báo, đời đời kiếp kiếp cũng chạy không thoát. Nhà triết học David Hume từng nói, động vật trong rất nhiều phương diện đều rất giống con người. Vậy nên chúng ta không thể nói rằng chỉ có con người mới có linh hồn, còn động vật thì không có cái gọi là linh hồn được. Cách nói của Hume không chỉ hợp với quy luật khách quan mà cũng rất hợp với những điều được giảng trong tôn giáo và văn hóa tâm linh của nhân loại trong suốt mấy nghìn năm nay. Nếu như sinh mệnh con người chúng ta thật sự là có tồn tại luân hồi, thì tất nhiên động vật cũng có thể có luân hồi. Nếu như con người và động vật đều có luân hồi, vậy thì con người và động vật có luân hồi qua lại với nhau cũng là chuyện không có gì khó hiểu. Câu chuyện heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết. Khi những người trên xe chuẩn bị khiêng cái lồng heo lên xe, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Cũng kể từ đó, mẹ tin hơn vào sự tồn tại của luân hồi và những điều kinh Phật giảng nói. Vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt.
heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền. Những lứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi. Vậy nên rất được cả làng cả xóm tán thưởng. Tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con. Khi heo con sinh ra, heo mẹ đều rất cẩn thận di chuyển thân mình, chỉ sợ đè trúng heo con. Còn biết đưa phú cho heo con chưa mở mắt. Những lúc đẻ ít đều có 7-8 con, những lúc đẻ nhiều có 15-16 con. Mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó, biết nó đẻ con vất vả, mấy ngày tiếp theo đều nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn. Những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y bốc một số thuốc hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian. Heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích, không cần phải tốn sức lực. Về sau, năm 1946, xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn. Rất nhiều nhà đã bán heo đi. Đến giữa năm, cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt. Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo. Con heo mẹ cũng tựa như rất có linh tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó, liền đứng lên, dùng đầu ủi một cái, miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ. Nó đang bảo vệ đứa con của mình. Mẹ bước đến, nói với nó rằng, nuôi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền. Mày hãy phối hợp một chút, đừng có không vui. Heo mẹ hầm hực, nghiêng đầu sang một bên, vừa phát ra tiếng thở hổn hển khò khè. Tôi cùng với ba mang cân ra, mẹ thì thu tiền, lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng. Cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở. Cứ như vậy, hơn 10 năm đã trôi qua. Heo mẹ mỗi lúc một già đi, số heo con đẻ được mỗi năm cũng ít đi. Mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán và muốn gầy giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là, nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã cống hiến không ít. Cả nhà đều không nỡ bán đi. Cũng là suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm, bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại mang thai heo con, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả. Sau cùng, mẹ quyết định bán cho một tên đồ tể họ Thang, là người giết heo trong làng. Khi ông Thang đồ tể đến, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi. Liền đến chuồng heo đuổi heo mẹ ra. Mở cửa chuồng heo, ông Thang liền dùng gậy chọc lên mình nó, muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe. Chọc cả một hồi mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng. Có lôi thế nào cũng đều không lôi được. Sau đó hàng xóm điền đến giúp đỡ, heo mẹ nổi khùng lên. Mọi người đều sợ bị heo cắn, vậy nên đều không dám đến gần nó. Có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi. Họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc. Trước đây cũng vậy, trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc một con chó, bà đều khóc, đau lòng đến mấy ngày liền. Mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ, vừa vuốt ve tai của nó, vừa bắt trận trên mình nó, nói rằng, heo mẹ à, ta cũng không muốn bán mày đi, để rồi bị giết, nhưng mày là heo, là súc vật, mày chính là sinh mệnh như vậy rồi. Nếu như có kiếp sau, thì đừng có làm heo nữa nha. Heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng, ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn. Mẹ khuyên cả buổi trời mà không được, cũng đã nổi cáu lên, liền lấy hai cây chổi để đuổi nó. Cũng không biết là nền chuồng bị trơn hay như thế nào đó, heo mẹ đột nhiên hai chân trước quỵ xuống, dừng lại cũng một hai giây, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy. Mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng. Các đồ tể liền vội vàng đẩy heo mẹ vào trong cái lồng sắt. Mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được. Những người trên xe khi chuẩn bị khiêng cái lồng lên, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mình mặc áo có sọc hoa, rơi những giọt nước mắt thương tâm, đang trân trân nhìn bà. Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi nhìn kỹ lại lần nữa. Rõ ràng là một người đàn bà khoảng 40 tuổi đang co rút trong cái lồng sắt.
hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lòng, đau đớn không thể tả. Lâu khoảng 5 giây, mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi, đều nhìn thấy lại là con heo mẹ kia. Lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng, vừa định hồn lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi gọi thằng đồ tể, nói heo không bán nữa. Thằng đồ tể cười phá lên nói rằng, tiền cũng đã đưa cho bà rồi, hối hận cũng không được nữa đâu. Xe đã nổ máy, mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi một lúc xa dần, hai hàng nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc bị đứt dây, không sao ngăn lại được. Sau đó, khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy nói với chúng tôi, trong lòng chúng tôi cũng có cảm giác không sao nói ra được. Bà tôi âm thầm đốt một bó nhang cắm ở chỗ chuồng heo. Mấy tháng sau này, mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia. Từ đó về sau, mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa, ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mang thai không nên nổi giận. Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã ly dị, nhưng đứa con gái cho bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn, hiện nay là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh. Từ sinh ra đến giờ, tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi, luôn thích kình chống mẹ. Hễ bảo nó đi đông thì nó rảo tay. Thí như nó ưa ăn cơm rau xào, bà liền làm thật ngon cho nó ăn. Rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê. Vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích, leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chịu theo. Hôm sau, bà làm đúng thứ nó yêu cầu, thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này. Nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài, ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. Hễ bà nói niệm Phật tốt thì nó nghiêng qua tham thiền. Dù lúc tĩnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật. Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không? Hòa thượng bảo, lúc mang thai cháu được 6 tháng, bà thường nổi giận, bà đã gây cãi với chồng mấy lần. Bà nghĩ một lúc rồi đáp, dạ có, con gây với ông xã 2 lần. Chồng bà ngày xưa một bề yêu thương bà, phải không? Dạ đúng ạ. Chồng bà mỗi khi gây giận, lòng rất oán trách bà, vì mỗi lần gây dù bà biết mình sai, song vẫn cố cãi bướng. Sau đó bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố: ly thì ly, ông biến ngay cho tôi. Từ hồi ly dị đến giờ, bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm, đúng không? Đột nhiên bà bật khóc tức tưởi, nghẹn gào, lệ tuôn ràn rụa. Hòa thượng nói tiếp, lúc bà gây cãi với chồng, thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà. Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé. Bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai, dẫn tới vợ chồng phải ly dị, khiến cháu bị mất mát tình thương của cha. Mà nó chủ yếu là vì cha mà đến đầu thai làm con gái hai người. Nên tận trong sâu thẳm của ý thức, nó đã có sẵn niềm oán hận bà. Thực ra nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng, chỉ là không chịu công khai nói ra thôi. Có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông. Để ông biết bà đã ăn năn, thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái. Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử. Khi ở nhà, bà hãy chí thành tụng lễ ba bộ lương hoàng sám. Dưới sự gia trì của Phật, thái độ con gái đối với bà
sẽ thay đổi, nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận. Hai đồng dưa cải. Có một nữ cư sĩ khoảng hơn 60 tuổi mới nhập Phật môn. Bà và chồng hướng hòa thượng thỉnh giáo. Con trai bà hiện nay 41 tuổi. Mấy năm trước đầu nó bị nấm da trâu, bây giờ đã lên đến não, khắp hai tay, ngón, móng gì cũng bị ráo. Bệnh chuyển lây lan dày bịch, đã chữa chạy khắp nơi mà vẫn vô hiệu. Xin hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng hỏi: trước khi sinh tặng bé nửa tháng, bà có vì tiền bạc mà nổi giận không? Dạ không. Hòa thượng nói: việc này xảy ra lúc đang mang thai, bà thường bị ám ảnh và nghĩ đến luôn mà. Hãy tự kiểm thật kỹ lại xem. Một lát sau, cả hai vợ chồng hầu như đồng thanh cùng nói: dạ, dạ đúng, đúng. Quả dạ, là quả có việc này ạ. Bà kể, đó là vào năm 1960, do thiên tai nên thực phẩm bị khan hiếm, ngay cả mua cải muối cũng bị cơn đông hạn chế. Lúc thai nhi hơn 7 tháng, bà được quyền mua thực phẩm phụ. Còn nhớ khi đó mình chưa có mua cải muối, nhưng mà nhân viên ở hợp tác xã lại nhất quyết bảo là mua rồi. Con bèn lật sổ ra xem thì thấy đúng là có ghi mấy chữ đã mua, nên nghĩ thầm, đây nhất định là mẹ chồng mình đã lén mua để viện trợ cho con gái bà ở Hắc Long Giang, chứ không ai khác hết á. Con về nhà tra hỏi, quả nhiên đúng y như vậy. Vậy là con nổi tam bành cãi với mẹ chồng một trận dữ dội. Con còn nhớ lúc đó ông xã dị binh mẹ đã tặng cho con một đạp. Bà vợ kể lại, tuy ráng mỉm cười nhưng nước mắt lưng tròng, sụt sịt nói: chút chuyện nhỏ này đến nay đã 41 năm rồi nên con quên bén à. Ngài và chúng con mới gặp nhau lần đầu, vậy mà có thể khui ra hết. Ngài nhất định là Bồ Tát à. Hòa thượng dịu dàng bảo bà: thai nhi trong bụng đối với vui buồn mừng giận của mẹ đều cảm nhận được hết, chỉ là nó không thể biểu hiện cùng ngoại giới thôi. Bà thịnh nộ với mẹ chồng, không những làm trái kỷ cương luân thường mà còn tự hại bản thân, lại khiến thần kinh não đứa con trong bụng tổn thương. Đây chính là nguyên nhân nó mắc bệnh hiện nay. Đương nhiên cũng do tội sát sinh ăn thịt của riêng bản thân nó nữa. Cả nhà bà cần phải dứt trừ ăn mặn và cùng sám hối mới có thể tiêu tội nghiệp. Gia đình bà có thể tụng kinh Địa Tạng chăng? Dạ được, nhưng mà không thông thạo lắm. Mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng cho đến khi bệnh con bà hoàn toàn hồi phục. Nên sống chánh nghiệp. Trai cưới vợ, gái lấy chồng là do duyên ác hoặc duyên thiện, không duyên thì chẳng gặp. Sinh con trai hay gái là đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ chẳng đến làm chi. Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, hướng hòa thượng diệu pháp thổ lộ nỗi sầu của mình. Ông kể trước đây tình cảm mình và bà xã rất tốt, nhưng từ khi sinh đứa con thứ nhất thì tính khí bà vợ bắt đầu nóng nảy, thất thường, hay kiếm chuyện gây gổ làm khó. Thường cãi lẫy, ầm ĩ, có lúc còn đánh, cào cấu, làm ông bị thương khắp mình mẩy mặt mày. Trong lòng ông, dù rất tức giận, nhưng thuở giờ chưa từng đánh trả lại, giống như không hề có tâm giận oán chi bà. Sau đó, bà sinh tiếp đứa thứ hai, diễn tiến càng phức tạp, thê thảm, tới độ ông không thể bước vào nhà vì luôn xảy ra cảnh xung đột, ầm náo như trời nghiêng đất lở. Bất đắc dĩ, ông phải xin nghỉ hưu sớm. Trước đây quá phiền não, ông đã quy y Phật môn. Nghỉ hưu rồi thì dọn đến chùa ở. Do lương hưu ít, trừ giữ tiền ăn ra, còn lại ông đều đưa hết cho bà để nuôi dưỡng hai con ăn học. Nhưng số tiền lương ít ỏi càng khiến cho bà nổi cáo hung tợn hơn. Hiện tại ông đang mang bệnh mà phải tự lo một mình, nhưng chẳng dám đi bệnh viện vì không có tiền. Con cảm thấy thế giới này quá khổ, xin hòa thượng từ bi chỉ giúp cho con đường sáng.
Ông khẩn thiết nói. Sư phụ lắng nghe rồi lên tiếng. Kiếp trước ông sống bằng nghề buôn heo. Ông đem heo nái nhà mình đi phối giống, hễ sinh lứa heo con nào thì bán lấy tiền. Từng lứa heo sinh ra đều bị ông bán hết, khiến con heo mẹ nếm đủ nỗi khổ mang thai, luôn sinh sản và đau nhói lòng trong từng đợt vĩnh biệt con. Phải biết, động vật và người đều có tình cảm giống nhau. Lúc đó heo mẹ đã ghim hận, ôm lòng oán ông tận cùng. Thêm nổi đến khi nó hết sinh sản được thì bị ông bán vào lò mổ. Thử nghĩ xem, con cái nó tất cả đều bị ông bán lấy tiền, phúc lâm chung lại bị giết đau đớn thê thảm. Nó có dễ dàng bỏ qua tội này cho ông chăng? Vì vậy mà đời nay nó đã tìm đến cùng sống chung bên nhau để báo oán. Vị cư sĩ lắng nghe chăm chú, tỏ vẻ hưng phấn, nói: Vậy con phải làm sao để hóa giải mối quan cù này? Vậy con xuất gia hẳn có được không? Xuất gia à? Ông không làm nổi, vì quá quyến luyến, quá yêu các con. Chỉ cần vài ngày không gặp chúng là ông ăn không ngon, ngủ không yên. Phải vậy không? Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Mà con ông lại quan hệ thấm thiết với mẹ, nên dù có xuất gia thì ông cũng chạy về nhà thôi. Lúc đó cảnh ngộ của ông sẽ còn thảm hơn hiện giờ. Vậy con phải làm sao? Hòa thượng cười cười bảo. Có thật ông muốn hóa giải oán cừu chăng? Đương nhiên, xin sư phụ chỉ giúp cho. Vậy ông hãy dùng tâm vui vẻ mà đối diện chấp nhận hết. Dù bị đòn cũng không đánh trả, bị chửi vẫn không mắng lại. Khi về nhà, dù gặp cảnh nghịch hay thuận đến, thì ông hãy bình thản đón nhận, cam tâm tình nguyện vì bọn họ phụng hiến, chân thành sám hối lỗi xưa, hầu hóa giải tội lớn đầy trời. Ngoài ra, hàng ngày ông phải kiên trì tụng niệm sớm tối, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho heo mẹ và các lứa heo con kiếp xưa từng bị ông bán đi. Ngoài việc phụ giúp lo liệu việc nhà ra, ông phải dốc sức tụng kinh bái sám. Làm được vậy thì cũng giống như xuất gia. Ông có đủ lòng tin không? Dạ có. Vậy thì tốt. Kiên trì thực hành như thế bền lâu, ông sẽ giải được oán hận. Quả báo bội tính vong dĩ. Ký Văn Đông hơn 40 tuổi, thân mặt hiếu tang, mắt đầm đìa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của thím Trương láng giềng lâu thật lâu, vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ thím Trương quan tâm giúp đỡ thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thím Trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình. Ký thác toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức, tài sản hồi buôn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó, anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này: chúng ta đều là người một nhà, con em thì cũng như con anh chị. Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn. Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười, an lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày, thím Trương láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa, cứ cách 5-3 ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn, âm vang nghe rõ mồn một. Thím Trương tốt bụng
đã nhiều lần can gián, nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó, Thiêm phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi. Thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa, nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thiêm Trường bèn đến gần hỏi han mấy câu, thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thiêm Trường thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, Thiêm Trường không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, hương thôn, ai cũng biết chuyện. Nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại Văn Đông lì bướng không ngoan. Bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo, cũng chẳng làm gì hại nó. Họ còn trách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu, nào có máu mủ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông, vả lại người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện nội bộ của họ. Dù rất bất bình, nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm, rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thiếm Trường nhiều lần thừa lúc hai bác Văn Đông đi vắng, lén đút nhét, chăm bón cho thằng bé. Khi thì miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến. Thiếm mỉm cười, an ủi nó. Văn Đông dù đã lớn, nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ hai năm trước. Xuân hạ thu cứ dần qua, tới mùa đông, Thiếm Trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân. Nhìn nó co ro đưa tay ôm vai, run rẩy vì lạnh, bà rơi nước mắt quay về nhà tìm y phục cũ của con mình, giặt sạch sẽ, may thêm lớp bông độn bên trong. Và ngay tối hôm đó, đem sang nhà hai bác Văn Đông, nói là áo bông con mình chê không dùng, nên để cho Văn Đông mặc. Nói xong, bà tự tay mặc vào cho thằng bé. Trước khi Văn Đông thành nhân, bà còn may cho nó ba bộ áo bông, không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực, có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ. Cuối cùng, Ký Văn Đông cũng đã trưởng thành, thành tài, có sự nghiệp ổn định, được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng giềng, bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này có sáu người con, họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai khi chúng thành thân. Về phần Văn Đông, đối với sự ngược đãi của bác, không hề nói một lời than oán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc xúi anh đi kiện quan, thì anh nói: bác cả nuôi tôi khôn lớn cũng chẳng dễ dàng gì, nếu không nhờ bác cưu mang thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành, nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang, gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì. Nếu như không học hành, không có nghề nghiệp ổn định, thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu cũng không giữ được lâu. Tôi nhất định học tập, trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt, để làm việc phục vụ hương thôn mình cho xứng đáng với sự quan tâm yêu thương của dân làng, không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác. Dân làng rất quý phục tính nhân hậu thực thà của Văn Đông, ở hiền gặp lành. Giờ đây anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn, hiện có một con đang theo học tại đại học thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm, hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem hai người bác bồi tính vong nghĩa, làm trái lời thề, bị báo ứng ra sao. Họ có sáu con, gồm bốn gái hai trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái út 29 tuổi cũng vướng bệnh bất trị, y hệt như anh chị mình mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt sung, ngày đêm bất an. Sáu đứa con đã chết mất ba người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng đi cướp bóc.
gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não, từ đó nằm liệt giường, nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh, mắng chửi của con cái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường trai dính mền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi, đây có phải là nhân quả báo ứng không? Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói, ở quê chúng tôi á, ai cũng nói đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như là mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp, thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên. Phàm phu không hiểu, nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp tu hành, sớm chứng Bồ Đề mới là con đường chân chánh trong nhân gian. Bà Hàng trứng rán. Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50. Phía sau bà còn hai cô con gái khoảng 20 mấy tuổi đang khiêng một bao gạo to. Tôi hỏi bà tìm ai? Bà nói bà tìm tôi. Nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà. Không đợi tôi mời, bà tự đóng cổng rồi tiến vào phòng khách. Sau đó bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật. Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai. Bà cười nói, một năm trước tôi có tới nhà Tôn Huynh, tôi là bà Hàng trứng rán nè. Tôi nghe qua thì sực nhớ, liền nói, à tôi xin lỗi, tôi nhất thời không nhận ra, xin mời ngồi. Đừng, bà đã đỡ chưa? Dạ khỏe rồi. Hôm nay tôi cho hai con khiêng bao gạo này đến để cảm tạ. Tôi biết Tôn Huynh xưa nay không có nhận quà, nhưng mà hôm nay Tôn Huynh nhất định phải nhận bao gạo này, vì nhờ Tôn Huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay. Nghe bà nói, dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ. Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi. Chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống, phải nằm trên giường 6 năm. Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước. Ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy. Nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành, tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng, bà nghĩ thầm, chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn, khỏi làm lụy tới hai con. Vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh, cũng chẳng uống thuốc chi. Con gái biết được ý mẹ, vạn phần lo lắng, bèn đến chùa Quan Âm cầu Phật gia hộ. May gặp một cư sĩ tốt bụng, trước đây ông là láng giềng của họ. Sau khi biết chuyện rồi, ông rất cảm thông, sẵn dịp nghe tin Hòa Thượng Diệu Pháp vừa đến nhà tôi, ông bèn dắt bà tới cầu sư phụ chỉ cho con đường sống. Hòa Thượng lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi liền hỏi, nghề bà mưu sinh có liên hệ đến trứng gà không? Bà có vẻ kinh ngạc, nói, con sống bằng nghề bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng 10 mấy cân trứng. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không? Bà làm như vậy không phải để kiếm tiền sao? Dạ, con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền, mong ngài chỉ dùm nguyên nhân bị bệnh. Bà đừng trách tôi nói thẳng nhé. Một cân khoảng 11-12 trứng gà, bà tính
mỗi cân chỉ có 7-8 trứng, còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này. Có phải như vậy không? Bà đáp: Dạ, ai cũng làm vậy, để kiếm chút tiền mà. Trên thực tế, đâu phải là khách không có biết, nhưng mà lúc mua, chẳng có ai để tâm so đo. Nói theo Phật Pháp, thì bà làm như vậy là tham, là lừa dối. Bà bán hàng, cân thiếu vì mong có thêm chút tiền. Nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá, tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn. Đây là nguyên nhân căn bệnh của bà. Vậy chồng tôi không có liên can việc này, vì sao cũng bệnh giống vậy? Sư phụ nhẫn nại giải thích: Bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi: Phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo, chúng ta thấy mô tả tai nạn xe cũng đồng một tai nạn, nhưng kẻ thì chết thảm. Có người bị văng ra xa mấy mét nhưng lại bình an vô sự, tưởng chết lại được sống. Nghĩa là có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng, nhưng thực ra đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người. Những người sống thiện dù gặp nạn dữ rất dễ hóa lành hay biến nguy thành an. Chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình, là thiên kinh địa nghĩa. Cổ nhân nói: Quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo. Nghĩa là dù ưa tiền, song kiếm tiền cũng phải có đạo đức. Bà đã cân thiếu 2 lượng, dùng hành vi giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức. Hơn nữa, việc này đồng nghĩa với dưỡng hổ, di họa. Hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được. Trong tương lai, bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa. Tôi giải thích như vậy, bà có tiếp thu được không? Dạ, thưa sư phụ, con rõ rồi. Sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa. Hòa thượng bảo bà thỉnh tôn thượng Phật về thờ, mỗi ngày lễ bái sám hối. Bởi bà không biết chữ, nên hòa thượng dạy bà khi lạy Phật cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành. Lúc ra về, bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều, nên càng tăng thêm tín tâm đối với Phật Pháp. Thật không ngờ, hơn 1 năm thì bệnh của bà lành, còn đến đây đáp tạ nữa. Bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo, kích động nói: Sau khi tôi từ nhà Tôn Huynh ra về, ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình, lòng ăn năn khôn xiết. Hôm sau, tôi vội đi thỉnh tượng Quan Âm về thờ, hàng ngày thắp hương lễ bái. Một ngày lễ tối đa 300 lại. Lưng tôi chẳng những không đau mà ngày càng khỏe lên. Nhưng có một hôm, đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tới đứng không nổi. Các con khuyên tôi nên đi bệnh viện. Tôi nói, bệnh viện nếu chữa được thì ba của tụi bay đã không có chết. Sư phụ kia nói đúng, má tin ông ta. Thực ra, dù bệnh lành hay không tôi cũng tin. Ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi? Đau đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa, nên đành phải nằm trên giường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng. Một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấn đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi: Con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì? Con do tham tài mà lưng đau, bị thoát đĩa đệm cột sống, xin Ngài trị bệnh giúp cho. Con mà lành rồi thì ngày ngày luôn niệm Phật, lễ Phật. Bồ Tát cúi xuống, đưa tay sờ vào lưng tôi mỉm cười bảo: Ngươi vốn không có bệnh, nếu bị bệnh thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được.
Nói xong Bồ Tát biến mất. Tôi mừng rỡ, niệm to danh ngài, rồi ngồi bật dậy trên giường. Hai con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên chúng kinh ngạc vui mừng reo lên. Trời ơi, má, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè, má. Lúc này tôi mới phát hiện mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng thì đột nhiên lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng. Chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy. Chúng dìu tôi đi thử mấy bước. Lưng tôi không có đau chút nào hết á. Chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn. Lòng tôi tràn đầy niềm tri ân Quan Thế Âm. Đồng thời cũng nhớ đến ông xã, giờ đã thành nắm tro xương. Nếu như ông gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã được cứu rồi hay sao? Vậy là tôi đã quyết định về quê ra thăm mộ ông, khoe là tôi đã từ cõi chết mà sống được. Thăm mộ xong, bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày. Tôi bằng lòng. Trong thời gian ở quê á, thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều. Tôi hỏi người trong thôn, lúa còn sót dữ quá, sao không ai mót hết vậy? Họ mới trả lời là bây giờ ở nhà ai cũng sung túc khá giả, nên chẳng thèm phơi đầu dưới nắng, mót lúa làm gì nữa. Tôi bèn hỏi, vậy chứ tôi mót có được không? Họ mới nói, có gì mà không được, vài ngày sau á, rơm rạ đều bị thiêu trụi hết thôi. Ngừng một lúc, bà nói tiếp, tôi thấy lúa còn sót quá nhiều, mà bị đem đi đốt hết thì rất là uổng. Bèn bỏ ra một tuần để mót lúa. Mót cũng được 4 ôm to đùng, đem xay ra thành 98 kg gạo. Hôm nay tôi chở tới cho Tôn Huynh 50 kg. Đây chẳng phải là lễ vật gì đâu, mà muốn để Tôn Huynh biết là lưng tôi thật sự là lành rồi, nên mới có thể khom lâu như vậy để mót ra ngần ấy gạo đó chứ. Xem như Phật Bồ Tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Tôi thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh Bồ Tát Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm, hồi hướng phúc cho chúng sinh, kính tặng Tôn Huynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi. Tôi mỉm cười bảo, tôi không dám thu lễ của bà đâu, hãy đem đến chùa cúng dường người xuất gia đi, vì các vị ấy mới là đại diện Phật tại nhân gian. Hơn nữa Hòa Thượng Diệu Pháp cũng là người xuất gia đó. Nghe tôi thuyết phục hồi lâu, bà mới hoan hỷ đem gạo đến chùa biếu. Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to. Một cô gái khoảng 27-28 tuổi, tai nghe lúc được lúc không. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng thính giác cô vẫn nghe không rõ, chẳng biết tại sao. Sư phụ hỏi, cô làm việc liên quan đến gì mà trong lỗ tai đầy tiền lẻ như thế kia? Cô nhất thời ngơ ngác hoang mang, không hồi đáp được. Tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu. Những đồng lẻ này vốn không thuộc của cô, nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng, lỗ tai cô vì vậy mà sinh bệnh, chứ chẳng phải trong lỗ tai cô có đầy tiền. Cô hãy kiểm xem, thật có chuyện này chăng? Cô lập tức hồi đáp, mình là viên thu ngân tại trạm bán xăng, mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ, cũng chỉ độ 1-2 hào, do khách hàng không cần thối nên bỏ lại. Hàng ngày cô tới công sở thường đi về bằng xe buýt, thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này trả tiền xe. Cô cho rằng đây không phải là tham ô. Đây không phải tham ô, nhưng là tham tâm, đúng không? Cô có vẻ ngượng, lúng túng gật đầu. Sư phụ hỏi, từ rầy con còn tham những món tiền lẻ này nữa không? Cô nói với vẻ dứt khoát, vì ham chút lợi nhỏ mà bị thiệt to, con sẽ không tham như vậy nữa. Thế thì tốt. Sư phụ vừa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc, kêu lên, ta
tai con giờ đã nghe rất rõ. Sư phụ mỉm cười bảo, trong tai con bây giờ ta nhìn không thấy có tiền lẻ nữa, nhưng thấy vẫn còn thịt dăm bông, trái cây, nước giải khát. Đây là thế nào vậy? Cô tròn mắt kinh ngạc hét lên, trời mẹ ơi, ngài làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy? Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa dư mấy đồng lẻ, chúng con thường lấy đó mà mua thịt dăm bông, trái cây, nước uống, vân vân cho bữa dùng trưa. Đây cũng tính là tội hả thầy? Con là Thu Ngân, vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng, con đâu có quyền tự tiện làm như thế. Cô gật đầu lia lịa. Ngài nói đúng, từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa. Đã nói thì phải giữ lời đó. Cô hân hoan đứng dậy thưa, sư phụ, tai con nghe hoàn toàn thông suốt rồi, là ngài phát công lực cho con đúng không? Tôi đáp thay sư phụ, đây là kết quả của quy luật. Cô vừa sám hối phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất, quyết tâm không phạm lỗi nữa. Cô rất mừng và chuyển sang thắc mắc khác. Đôi mắt con mấy năm nay hay có cảm giác sốn mờ, dạch ra xem thì thấy không có gì, nhưng mí mắt luôn bị đỏ, có phải là do bị báo ứng, do liên quan đến lỗi sai trái nào nữa chăng? Sư phụ đáp, không cần suy nghĩ. Con biết tự giác phản tỉnh như vậy là rất tốt. Nơi mí mắt con ta thấy có nhiều bột giặt. Cô la lên, hả? Chết con rồi. Chúng con làm ở tiệm xăng, phải dùng xà bông nên tẩy rửa các vết dầu dơ, cho nên hàng ngày công tác thường dùng bột giặt rửa tay. Giờ ở tiệm công việc không bận lắm, nên bọn con gái chúng con lúc rảnh thường tranh thủ giặt y phục của mình, sau đó còn đem quần áo, các vật dụng ở nhà đến tiệm dùng xà bông này giặt giũ luôn, vừa tiết kiệm thời gian làm việc nhà, vừa tiết kiệm được bột giặt và nước. Các cô làm như vậy là tham, vì đã trưng dụng lấn chiếm tài sản quốc gia lẫn thời gian công tác. Như vậy là phạm lỗi, vì đã lấy những của công không nên lấy, đúng không? Cô gật đầu. Trước giờ con chưa từng nghĩ làm vậy là phạm tội. Vậy có phải con đã trở thành người xấu rồi sao? Tôi không nhịn được, chen vào. Hồi tôi chưa biết Phật Pháp thì cũng hành xử giống y như cô vậy. Trong Kinh Địa Tạng có nói, chúng sinh ở cõi này khởi tâm đồng niệm, không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội. Bởi kẻ sống trong cõi dục này, dù nhiều hay ít, đều có tập tính tham, sân, si. Như cô bị bệnh, nguyên nhân là do tâm tham, không hiểu pháp, không rõ lý. Một khi cô biết ăn năn sám hối thì bệnh sẽ tiêu thôi. Sư phụ từ bi bổ sung thêm, từ rầy con phải nghiên cứu xem kinh sách cho nhiều để tăng trưởng trí huệ. Về công tác cần phải làm nhiều việc phụng hiến, hầu cứu chuộc lại lỗi tham chiếm tài vật của cơ quan. Lúc ra về, cô cảm thấy đôi mắt đã tốt hơn rất nhiều, nên trong lòng tràn đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật Pháp. Câu chuyện nhân quả này đã giúp ích tôi rất nhiều. Tôi đang làm công tác hỗ trợ người, nhưng trong thực tế, những chuyện xảy ra cho các vị khách cũng ngầm giáo dục tôi sâu sắc, khiến tôi từ đối chiếu, kiểm điểm dĩ vãng của tự thân và không thể không âm thầm sinh tâm sám hối. Tính ra, tuổi tôi lớn hơn cô, thời gian tạo nghiệp ác nhiều hơn, tham tâm cũng bự, to hơn và chuyện vấp sai lầm càng khủng hơn. Cô gái này tính cách lương thiện, chưa đánh mất nét thuần khiết, chất phác. Còn tôi thì cực kỳ nóng nảy, các lỗi ngu si, tham sân vân vân có đủ hết. Nếu chẳng sớm tu hành, tiền đồ bi thảm, ác có thể tưởng tượng được. Những câu chuyện nhân quả phát sinh bên cạnh tôi không ngừng cảnh tỉnh sách tấn tôi rằng phải ráng tu, thời giờ không đợi mình đâu. Lòng tốt của cây tượng ba. Năm 1994, tôi vẫn trụ tại căn nhà trệt một cổng, một sân. Đến tiết trung thu, thảo mộc kỳ hoa trong sân vẫn xum xuê muôn thuở. Bước vào cổng, bên trái là phòng khách, kim thư phòng của tôi. Cây tượng ba đặt cạnh cửa sổ. Trong sân có một dàn hoa. Bên phải cửa sổ là bàn viết, có đặt một chậu văn trúc thành tú xinh đẹp. Chiều nay, thằng con cấp trung học của tôi nó không đến lớp. Ăn trưa xong, nó đến thư phòng làm bài, viết lách. Còn tôi thì nằm trong phòng mình xem sách,
đợi sư phụ hòa thượng diệu pháp đến. Hơn 4 giờ, chuông cổng reo, tôi tiến ra nghênh đón hòa thượng và thầy thị giả vào thư phòng. Thằng con 16 tuổi chắp tay lễ chào sư phụ, rồi tiếp tục chúi mũi vào công việc của nó. An tọa xong, hòa thượng diệu pháp hỏi con tôi: "Chân cháu bị hôi hả?" Thằng bé đỏ mặt thưa: "Chân con hồi 12-13 tuổi thì bắt đầu bị hôi, tẩy rửa cách gì cũng vô hiệu. Cách đây nửa giờ, ba con đã lệnh cho con mở cửa sổ để không khí được thông thoáng, vậy mà ngài vẫn còn nghe hôi hả? Thật là có lỗi quá, để con đi sang phòng bên kia." Sư phụ ngăn lại, mỉm cười bảo: "Thực tình là ta không có nghe hôi gì cả, nhưng vừa rồi khi con hướng ta đảnh lễ, các cây trong nhà đều tới đảnh lễ ta. Riêng chậu văn trúc này đã mách cho ta biết tình trạng của con. Nó nói con chiều nay không có tập trung, vừa chơi vừa phóng tâm, nên viết không có được bao nhiêu. Ngoài ra, nó còn than là bị mùi hôi từ chân con xông lên, khiến nó muốn chết ngạt." Nghe hòa thượng nói thế, con thật kinh hãi, tới trợn tròn mắt đơ lưỡi, mặt càng đỏ hơn. Nó lúng túng quay sang nhìn tôi vì sợ bị mắng. Tôi cười, thưa với sư phụ: "Thằng bé nhà con vẫn như vậy đó. Lúc học phụ huynh, thầy giáo luôn nói là thấy nó ngồi ở trong lớp, nhìn rất là khuôn phép đàng hoàng, giống như là chăm chú nghe giảng lắm vậy. Nhưng mà thử kêu nó mấy tiếng, nó vẫn không nghe. Con dạy như thế nào nó cũng không sửa. Nhưng may là thành tích học của nó tạm ổn hơn xưa rồi. Nhưng mà cái chân của nó, khi mà nó đứng ở đầu gió thầy, thì cái mùi chân nó bay xa đến 8 dặm luôn. Dạ, có cách nào trị không thưa thầy?" Lúc tôi nói, hòa thượng cứ một bề nhắm mắt. Lát sau, ngài bảo: "Cây tượng ba trong nhà con mới ăn ủi văn trúc, nói là nó có cách giúp cho. Để ta thuật lại con nghe nhé. Hãy dùng hai chiếc lá của nó như thế này này, chịu khó ra công một chút, sử dụng một lần thì lành." Cho dù trong kinh Địa Tạng từng giảng là hoa cỏ cây cối đều có thần thức, nhưng khi nghe sư phụ kể chuyện thực vật có thể đối thoại, khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, thú vị, bèn hỏi: "Dạ thưa sư phụ, cây tượng ba và văn trúc khi nói chuyện với ngài, chúng mang hình thái ra sao?" "Cây tượng ba có hình dáng người trưởng thành, mặc y phục cổ trang màu xanh. Còn văn trúc mang hình dáng thiếu niên, tóc trên đầu búi như các công tử thời xưa, cũng mặc áo xanh, nhưng trông thanh tú mảnh mai hơn. Hoa trong nhà con đa số mang hình dáng các cô bé, y phục diễm lệ như màu hoa. Cũng có thể đây toàn là ảo giác, chỉ là dạng truyền đạt tin tức, là điều áo diệu của thiên nhiên mà thôi. Phật nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Còn trong tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Vì vậy, con không nên chấp tướng." Nhưng tôi vẫn cứ chấp và hỏi: "Tất nhiên là thực vật có thần thức. Vậy khi con ngắt hai lá của nó có thấy đau không thầy?" "Có chứ. Vừa rồi tượng ba nhờ ta chuyển lời dùng. Nó cầu xin con, khi cắt hai lá nó xong thì nhớ lấy chút đất trong bồn hoa bôi vào vết thương để cầm đau cho nó. Còn nữa, nó nói là nó đã theo con tụng kinh học Phật, nên con đừng có dùng rượu trắng xịt rửa hay tưới tẩm gì cho nó nữa, bởi nó cũng muốn giữ giới, không ẩm tửu. Nói gì giúp văn trúc mà tình nguyện hy sinh hai chiếc lá. Đây là do muốn học theo tinh thần bố thí của Phật. Giả lại, nó cũng rất muốn báo đáp ân các con hàng ngày đã quan tâm chăm sóc, cho nên nó mới cam lòng chịu đau, hiến lá làm thuốc như vậy." Tôi nghe xong rất cảm động, càng thêm tin tưởng đây là lời chính xác, bởi vì bạn bè từng mách cho tôi biết cây tượng ba rất ưa rượu. Nó bày tôi mỗi tuần nhớ pha một chút rượu vào trong nước tưới cho cây tượng ba, như vậy nó sẽ lớn mạnh, xum xuê hơn. Qua câu nói của sư phụ,
tôi bỗng nhớ đến một bài báo viết rằng hoa cũng có yêu ghét. Hãy đặt cạnh loài nó ưa thích thì nó sẽ lớn nhanh. Còn đặt cạnh loài thảo mộc nào mà nó ghét thì mức độ tăng trưởng cũng èo uột. Năm ngoái có một bài báo đăng tin một khoa học gia trong khi nghiên cứu đã phát hiện lúc rừng cây gặp đại hỏa tai, máy dò nhịp đập cảm thọ của cây bị thiêu, thấy phát ra tín hiệu rất tuyệt vọng, bi thương và còn nhanh chóng truyền tin hỏa tai này đến các cây khác. Nhưng lúc không có nạn cháy, máy đo cảm xúc này rất bình thường. Té ra, thực vật cũng giống con người và động vật cũng có thức tình lục dục. Từ hôm đó trở đi, tôi đối với những điều Phật thuyết giảng trong Kinh Lăng Nghiêm như dê chết làm người, người chết làm dê, thảo mộc chết làm người, người chết làm thảo mộc, càng tin kiên định, không đổi dời. Cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Phật nói chư Bồ Tát tỳ kheo thanh tịnh, khi đi đường chớ nên dẫm đạp cây cỏ, huống nữa là đưa tay ngắt bẻ. Ngày tối hôm đó, tôi làm y theo cách tượng ba mắt với Hòa Thượng Diệu Pháp, thì chân côn tôi đã hết hôi. Chuyện xảy ra trong nhà tôi đúng là không hết chuyện thần thoại. Điều này khiến tôi nhớ đến các thần y như Lý Thời Trân, Tôn Tư Mạc, vân vân. Họ có thể hiểu được loại cây nào có dược tính gì và viết ra cuốn Thiên Kim Phương, Bổn Thảo Cương Mục, giải rõ Diệu Phương Lương Dược nhằm cứu giúp thế giới. Chắc hẳn họ đã có thể cùng Bách Thảo giao lưu nên mới sở hữu được tầm hiểu biết cao thâm khôn lường về thảo dược mà tạo phúc cho nhân loại như thế. Từ đó, tôi và người nhà không còn có ý làm thương hại bất kỳ loài thực vật nào, thậm chí cũng không đỡ dẫm đạp cây cỏ nhỏ bé trên đường. Đến nay, nhân loại đã bước vào thế kỷ 21. Đồng có ý thức bảo trì môi trường sinh thái quân bình, quan điểm này ngày càng phổ biến, thấm sâu vào lòng người. Nhưng tôi nhận thấy, bảo vệ môi trường hoàn hảo nhất không ai qua Đức Phật. Vì từng chữ, từng câu, Ngài dặn dò con người phải thương yêu sinh vật hoa cỏ đã có từ xa xưa, nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy rất mới mẻ, hợp lý, tràn đầy lòng từ bi và sáng ngời trí huệ. Phải thấy ưu điểm của người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến Ngũ Đài Sơn. Trong đó có một bà hơn 50 tuổi đang ở tại nhà khách, hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy y Phật 4 năm rồi, cứ rằm mùng 1 là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước, con gặp một vị thiền tri thức, mới hiểu ra nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sinh. Không ngờ sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này mới biết ăn tam tịnh nhục chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh, nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu cho là con học Phật nên ngày càng mê tín khờ khạo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con ba ba tư sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai, khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì các con cũng có tới xin lỗi, rước con về. Nhưng mà hễ tới bữa ăn á, là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu. Con nghĩ con muốn xuất gia, nhưng lại lo là chùa không có thu nhận. Tính vào viện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, Ngài mở mắt bảo rằng người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép bắt chúng phải phục tùng, vâng theo. Bà hy vọng con mình tin Phật ăn chay. Cố nhiên
là vì muốn tốt cho chúng. Thế nhưng cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy, không nên gấp rút nôn nóng muốn mau thành. Làm như vậy sẽ bị phản tác dụng, khiến các con đối với Phật giáo phát sinh hiểu lầm, chống kháng. Trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn hai mâm, không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình giới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bất xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc, tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyển tốt âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà mà nương tựa. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi. Chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh thì trước tiên mình phải chánh bản thân. Ngoài ra, bà phải làm được việc này, thường nói ba điều tốt. Một, phải thường nói con cái tốt, dù không tốt cũng nói tốt. Hai, phải thường nói sinh hoạt tốt, dù không tốt cũng nói tốt. Ba, phải thường nói thân quyến bạn bè tốt, dù không tốt cũng nói tốt. Ba điều này, từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà. Bất luận là con cái hay thân bằng, láng giềng, cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ỷ thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hành nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người đều nổi oán khí xung thiên. Cũng đồng một lý này, công phu ba điều tốt rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tại gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong thì không ngừng gật gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến. Gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sắc xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu pháp. Hòa thượng diệu pháp thật là diệu pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nghi. Mê hồn thang. Mê hồn thang như tứ đổ tường, nhiều người mê đắm khó thể buông, hút thuốc học bài mờ tâm trí, đắm nghiền tủ sắc tự trói thân. Nếu ai thoát khỏi bốn tật này, chính là Như Lai từ tại vương. Một chàng sinh viên khoảng 20 hướng hòa thượng diệu pháp nêu thắc mắc. Vì kiếp trước đời sau, hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng hễ diêm dương cho người nào đầu thai thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn thang của mạnh bà, uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật có chuyện uống canh mê hồn này không ạ? À? Hòa thượng diệu pháp đáp. Ta nói có hay không đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con. Hãy nghĩ xem, hiện tại người thế gian
trước đây là oan gia với nhau, nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng vùi quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác. Vậy là thù có thể hóa thành bạn. Có kẻ vốn là bằng hữu thân thiết như tay chân, cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù, thậm chí dẫn tới anh chết tôi sống thì một mất một còn. Đây đều là do uống phải mê hồn than tiền của Mạnh Bà mà quên hết tất cả. Diệt Dương Câu Tiễn vì muốn báo thù Ngô Phù Sai cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục trong quốc mà chịu theo hầu hạ phục dịch Ngô Phù Sai? Đây chỉ là giả vờ dối trá thôi. Vì tận đáy lòng Diệt Dương, ông đầy thù oán, chỉ đợi thời cơ rửa hận. Không phải là không báo thù, mà vì thời chưa tới. Một sinh mạng sau khi đầu thai chuyển thế, có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đẩy da thúi bên ngoài thôi. Về hình dốc xem như có thay đầu đổi mặt thực đó, nhưng thần thức gá nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan rằng nên hướng ai báo ân, hướng ai đòi nợ. Vì vậy mới có câu thiện được thiện báo, ác hữu ác báo. Do nghiệp lực dẫn dắt, hễ cần đến thì nhất định phải đến, cần đi chắc chắn sẽ đi, quyết không thể vì ưa ghét của bạn mà thủ xả tăng giảm. Cho nên bị mê hồn than làm lú lẫn chính là bị tập khí tham sân si che lấp Phật tính vốn có, khiến cho chúng sinh phải điên đảo lưu chuyển trong sinh tử. Công tử áo xanh, Phú Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có một gia đình ba nhân khẩu. Ông chồng thì thành thực, bà vợ siêng năng đảm đang, con gái họ 17 tuổi, mỹ lệ khả ái. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn, nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn, trước khi kết hôn cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước. Chỉ là lúc gặp mặt, bà thấy ông kiệm lời ít nói, cử chỉ thận trọng, bèn nghĩ thầm, đây là trượng phu có nề nếp, phong cách đáng để cho mình đương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi thì mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến cho bà chẳng cách chi dung nổi. Chẳng hạn như ăn cơm thì ông nhai chốc chách rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng ông nhai nuốt húp rồng rột. Còn khi ăn cơm thì dù mũi giải chảy như sông, ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắc đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo từ mông ông cứ nổ giòn liên thinh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng ngượng ngùng vô kể. Còn ông thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bóc hết vỏ, cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện xảy ra như thế này nghe rất vụn vặt, nhưng giữa chuyện vợ chồng đã vì vậy mà hụt hạt biết bao nhiêu lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười, mặc thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ, giống như không có thể diện. Ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài. Do vậy, đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn, nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở. Phần bà, hễ nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán, phiền muộn ứ đầy. Con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, nó chưa từng được ông bồng ẩm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó thì nó cũng ôm bất mãn đầy,
vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha, bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hãy hai mẹ con đang trò chuyện, nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn, con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày, bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học, nên hàng ngày đi đường, nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ lúc ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi, nên phải phân phòng ở riêng, chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã 3 năm. Bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ, nên hiện thời bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò và bệnh hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết đây là ác duyên đời trước tụ hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy, tôi gọi điện thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút, rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết, nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân X, nghèo khổ sống ở Thâm Sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ, ông X đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông: "Nghe nói trên núi có cây du ngàn năm á, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi. Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán á, nhất định sẽ phát tài kiếm bổn tiền." Ông X nghe xong thập phần mừng rỡ, thầm tính tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông X trèo đèo lội suối lên tận núi cao và cuối cùng tìm được cây du to khoảng 3 người ôm. Ông thật là mừng vì được quá ước mơ, bèn cầm rìu khởi sự róc vỏ cây. Làm hồi lâu thấm mệt, ông dựng rìu dưới cây, trèo lên chán 3 cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc, nói mình đây là cây du, hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi, chỉ còn 3 năm nữa thôi thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết thì sẽ lâm vào cảnh công mất khí tận. Vì vậy cầu xin ông X hãy từ bi gia hạn, thư thả cho, để 3 năm sau hắn tới róc vỏ, mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ân. Nói xong liền lạy ông X mấy cái. Lúc đó ông X hét to: "Không được, không được, tôi đang cần cưới vợ, không thể nào đợi 3 năm được." Rồi ông X giật mình thức giấc, công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Cuối cùng ông X cũng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở kiểm hàng, cân đo. Ông X do không biết chữ nên vội nói: "Tôi cực khổ dữ lắm mới đem được thuốc quý về, anh không được cân gian dối, lừa tôi đó nghe." Anh chủ tiệm liền đáp: "Yên tâm đi, tôi mà dối gian hả thì tôi làm con anh." Ông X đó đời nay chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây du ngàn năm, gặp thảm nạn bị lột hết da. Tục ngữ nói: người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt, không da, không thể diện sao? Quả thực, bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước rất quan hệ đến đời này, 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 hệ đến. Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình nuôi một con lừa, dùng nó để kéo cối xay và chuyên chở.
Người chủ thấy lừa quá chậm chạp nên thường dùng roi đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi chết, nó được đầu thai làm người. Khi người chủ hay đánh đập lừa chết, lại đầu thai là một người phụ nữ. Khi cả hai người này đến tuổi thành hôn thì họ cưới nhau. Quý vị có biết cặp vợ chồng này sống với nhau như thế nào không? Suốt ngày người chồng đánh đập người vợ, ông đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm vật gì trên tay, cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa chửi, cho dù người vợ chẳng làm điều gì sai trái. Một hôm thiền sư Chí Công đi qua nhà họ, người phụ nữ bèn thưa với ngài: chồng con ngày nào cũng đánh và giữ con quá chừng mà con không biết tại sao. Bạch ngài, xin ngài hãy dùng ngũ nhãn lục thông bảo cho con biết mối tương quan nhân quả của chúng con đời trước ra sao mà đời nay chồng con đánh đập và chửi mắng con hoài vậy. Thiền sư Chí Công đáp: tôi sẽ nói rõ tương quan nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước bà là một người đàn ông, ngày nào bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục nó phải kéo cối xay bột. Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chổi tre. Nay ông chủ được đầu thai lại làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai làm người chồng. Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà, cũng như kiếp trước bà đã thường đánh chửi ông, tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả tương quan với nhau rồi, tôi sẽ bày cho một cách để chấm dứt dòng quán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ trong nhà, ngoại trừ cái chổi đuôi ngựa, chổi dây. Khi người chồng thấy chẳng còn vật gì dùng để đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này để đánh. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó bà mới báo cho anh ta biết nhân đời trước và quả đời sau báo ứng với nhau rất rõ ràng như tôi vừa giải thích cho bà. Anh ta sẽ không còn đánh bà nữa. Người phụ nữ làm đúng như lời thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó để đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn, nhưng lần này cô ta kiên nhẫn ngồi đó chịu đòn cho đến khi ông chồng ngừng tay. Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta kể lại việc được thiền sư Chí Công giải thích cặn kẽ tương quan nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong ngẫm nghĩ: như thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại rồi tìm ta để đánh chửi. Từ đó ông chồng không còn đánh mắng người vợ nữa. Thế nên quý vị phải biết mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân đã tạo. Quý vị chẳng thể nào biết được trong đời trước ai đã từng là mẹ, là anh, là cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quý vị hiểu được đạo lý nhân quả thì quý vị có thể chuyển hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ những việc ác. Còn một chuyện nữa về thiền sư Chí Công. Một ngày, ngài ăn hai con chim bồ câu. Ngài rất thích món ăn này. Người đầu bếp nghĩ rằng món thịt bồ câu chắc là rất ngon, nên ngày nọ anh ta quyết định nếm thử. Anh ta làm việc này với hai ý nghĩ: một mặt là muốn thử xem thức ăn hôm nay mình làm có ngon hay không. Một mặt khác, anh ta nghĩ rằng ngài Chí Công ngày nào cũng thích ăn bồ câu, nhất định đây là một món ăn rất ngon, nên muốn thưởng thức một chút rồi mới đem đến cho thiền sư dùng. Khi người đầu bếp mang thức ăn đến, ngài nhìn đĩa thức ăn và hỏi: hôm nay có ai nếm trộm thức ăn này, có phải chính anh không? Người đầu bếp liền chối. Thiền sư liền bảo: anh còn chối, tôi sẽ cho anh thấy tận mắt ai là người nếm trộm, hãy nhìn đây. Ngài liền ngồi ăn, ăn hết hai con bồ câu rồi, ngài liền há miệng rộng. Trong đó, một con bồ câu liền vỗ cánh bay ra, còn con kia thì bị mất một cánh, không thể bay lên được. Thiền sư mới bảo: anh thấy đó, nếu anh không nếm trộm thì tại sao con bồ câu này không thể bay được? Chính là vì ông đã ăn hết một cánh của nó. Chuyện này làm cho anh đầu bếp biết thiền sư Chí Công không phải là người thường. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát, thế nên ngài có năng lực biến những con bồ câu bị nấu thành thức ăn rồi thành bồ câu sống. Không phải là Bồ Tát không làm chuyện này được. Thiền sư Chí Công còn thường ăn một loại cá gọi là tuệ ngư, cũng đem cá ra nấu nướng rồi ngài ăn từ đuôi lên đầu, nhưng sau đó ngài lại há miệng ra làm cá sống lại. Vì vậy những việc này là rất thường đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát. Thiền sư Chí Công là một vị Bồ Tát, nhưng không bao giờ ngài nói: các ngươi biết không, ta là một vị Bồ Tát, ta đang giáo hóa chúng sanh, ta có đại nguyện này, hạnh nguyện kia. Các vị không bao giờ móng khởi ý niệm ấy, cho nên chúng ta là hàng phàm phu,
dù có thấy chư Phật hay Bồ Tát cũng không thể nào nhận biết được. Việc làm của Bồ Tát cũng gần như hành xử của người thường, nhưng thực chất lại không giống nhau, là vì phàm phu khi hành động chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không nghĩ đến sự giúp đỡ cho người khác, còn Bồ Tát thì chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác mà không nghĩ đến mình. Khác nhau là ở điểm này, Bồ Tát thì tự làm lợi ích cho mình, còn lo làm lợi ích cho người khác, tự giác ngộ mình xong rồi giúp cho người khác giác ngộ, tự độ hoàn toàn, lợi tha hoàn toàn. Ý nghĩa của chú Đại Bi mà tôi đang giảng cũng nằm trong đạo lý này vậy. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Tâm Linh. Mời quý vị theo dõi câu chuyện luân hồi, làm heo đau khổ muôn phần. Trong luân hồi chuyển sinh, qua lại giữa người và động vật, điều thường thấy nhất trong các ghi chép sách cổ không phải là luân hồi giữa người và chó, mà là luân hồi chuyển sinh giữa người và heo. Bởi vì ở nước ta, heo là nguồn cung cấp thịt chủ yếu nhất, vậy nên một khi đã chuyển sinh thành heo rồi thì tất nhiên khó tránh khỏi số phận bị giết mổ. Vậy nên một khi đã đầu thai thành heo thì không chỉ chờ đợi phía trước là một số phận bi thảm, mà đằng sau đó còn có xen lẫn hàm nghĩa nhân quả báo ứng nữa. Xin dẫn ra một câu chuyện như sau. Vào thời Chiến Quốc, đại tướng Bạch Khởi nước Tần sau trận chiến ở Trường Bình đã tàn nhẫn chôn sống hơn 40 vạn quân không một tấc sắt trong tay của nước Triệu. Do vậy đã tạo nên nghiệp tội đời đời kiếp kiếp khó mà trả hết được. Theo những câu chuyện được lưu truyền ở dân gian, mọi người khi giết mổ heo thường phát hiện rằng sau khi nhổ bỏ lông heo rồi thì thấy trên lớp da thường có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người đều tin chắc rằng đây là do Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, cần phải chuyển sinh thành 40 vạn lần làm kiếp súc sinh mới có thể hoàn trả sạch cái tội chôn sống binh sĩ nước Triệu. Trong Đông Chu Liệt Quốc cũng có lời văn tương tự như vậy, ghi chép như sau. Về sau, đến cuối những năm triều đại nhà Đường, có sét đánh chết một con trâu, bụng trâu có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người nói rằng Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, vậy nên hàng mấy trăm năm sau vẫn còn phải chịu báo ứng làm kiếp súc sinh bị sét đánh chết. Nghiệp giết chóc nặng đến như vậy, những người làm tướng há không e dè được chăng? Kẻ ác tạo nghiệp bị biến thành heo. Điều này khiến cho tôi nhớ đến một câu chuyện trước đây. Vào những năm 20 ở Sơn Đông đã từng xảy ra một chuyện như thế này. Có một tên cướp biển chuyên giết người cướp của. Có một lần trong khi đang giao đấu đã bị người ta giết chết. Sau khi linh hồn của anh ta rời khỏi thân xác thì chạy băng băng trên một cánh đồng rộng trong đêm tối. Bởi vì trời tối nên anh ta không hề hay biết rằng cái thân xác thịt của mình đã chết rồi. Phía sau có hai người đang đuổi theo rất gấp, anh ta cứ liều mạng mà chạy. Hai người kia đuổi kịp rồi, liền khoác một bộ y phục màu đen lên mình anh ta. Anh ta giãy giụa cởi bỏ y phục màu đen đó, rồi lại chạy thục mạng tiếp. Một lát sau, hai người kia lại đuổi theo kịp, lại mặc một bộ y phục màu đen lên người anh ta. Anh ta lại vùng thoát được, lại chạy nữa. Hết lần này đến lần khác, nhiều lần như vậy. Một lần sau cùng, anh ta nhìn thấy trước mặt có một ngôi nhà, liền vừa cởi bỏ y phục vừa lao đến ngôi nhà có ánh đèn kia. Anh ta gần như đã cởi bỏ toàn bộ y phục màu đen đó rồi, chỉ còn sót lại tay phải vẫn chưa kịp cởi bỏ ra. Anh lao vào trong nhà, ngay chính thời khắc này có một tiếng khóc nỉ non vọng ra. Sản phụ trong nhà này đã sinh hạ một đứa bé. Đứa bé sinh ra hết thảy đều bình thường, chỉ là tay phải lại là chân heo. Đứa bé này chính là tên cướp biển lúc đó chuyển sinh. Lúc đầu, bởi tên cướp biển này đã giết người, tạo ác nghiệp quá sâu và nặng nên bị bắt phải chuyển sinh thành heo, mặc cho người ta giết mổ để hoàn trả nợ nghiệp lúc còn sống. Bộ y phục mà hai quỷ sai đuổi theo chụp lên người anh ta chính là bộ da heo. Bởi vì anh ta đã đầu thai trực tiếp, vốn không tẩy sạch ký ức trong đầu, nên một đời này anh ta mang theo bàn tay phải có hình dạng móng heo cùng với những ký ức đời trước của mình đi khắp nơi giảng nói đạo lý nhân quả thiện hữu ác báo cho mọi người nghe, khuyên dạy người ta hãy nên tích đức hành thiện. Giống như ví dụ trước, câu chuyện luân hồi thành heo của người này thật khiến người ta nghe thấy không khỏi rùng mình rợn cả tóc gáy. Trong một đám tiệc, tôi ngồi cùng bàn
với vợ của một ủy viên lập pháp họ Đổng. Trong lúc nói chuyện phím, tôi biết được rằng vợ chồng họ Đổng tuy xã giao bận rộn nhưng đã ăn chay trường từ khá lâu rồi. Tôi không khỏi hiếu kỳ và hỏi nguyên do. Bà Đổng nói đó là bởi người cậu của bà. Ông nói rằng bản thân ông có thể nhớ được chuyện của rất nhiều kiếp trước, còn nói ông chính là heo chuyển sinh. Hơn nữa, không phải chỉ có một đời làm heo thôi đâu, ngoài ra còn thuật lại với bà về nỗi đau đớn của loài heo khi bị giết thịt. Ông kể rằng, sau khi con heo bị giết chết rồi, nỗi đau đớn vốn không phải chỉ dừng lại ở đây, mà vẫn còn có cảm giác rất mẫn cảm đối với cái thân xác thịt kia. Sau khi thịt heo ngoài chợ được mua về, phàm là thịt heo bị bầm càng vụn hoặc thời gian nấu càng lâu thì hồn phách của con heo đó sẽ càng đau đớn. Nhất là đem thịt heo làm chà bông, cần phải dùng muối ướp thấm vào tận trong da thịt, còn phải trải qua quá trình rang sấy, nỗi đau phải chịu trong đó thật không phải là điều mà con người thường có thể tưởng tượng được. Điều đáng sợ hơn nữa, loại đau đớn này cần phải đợi đến sau khi người ta ăn hết số chà bông này mới kết thúc. Cũng chính là nói rằng nỗi đau của một con heo không phải sau khi chết là chấm hết, mà cần phải đợi đến khi người ta ăn hết tất cả số thịt mới kết thúc vậy. Ông ấy lại kể rằng ông đã làm heo không biết bao nhiêu đời rồi, đếm cũng đếm không hết. Mỗi lần nghĩ đến nỗi đau từng làm heo, trong lòng vẫn không lạnh mà run. Ông ấy nói rằng đời này Diêm Vương vẫn muốn phán ông tiếp tục làm heo nữa. Ông nghe xong sợ quá, vội vàng coi chân bỏ chạy. Nhưng phán quan rất mau đã túm lấy một mớ lông heo trên tay ném về phía lưng của ông. Vậy nên kiếp này phần lưng của ông vẫn có một dúm lông heo. Nói xong, ông liền cởi áo ra cho mọi người nhìn để chứng tỏ những gì ông nói hết thảy đều là sự thật. Bà Đổng nói, từ sau khi nghe chuyện của người cậu, hai vợ chồng từ đó không còn đụng đến bất cứ một miếng thịt nào nữa. Ngoài ra, còn có người kể rằng, ở quê của họ gần 2 năm nay đã xảy ra mấy chuyện như thế này. Chuyện này bên phía chính quyền cũng phong tỏa thông tin rất nghiêm ngặt, không để bên ngoài được biết. Trong thôn có những người vô cùng xấu xa, ví như con dâu ngược đãi mẹ chồng. Đột nhiên vào buổi sáng một ngày nào đó, lật tấm chăn ra xem thử, thì thấy nửa thân dưới của cô con dâu này đã biến thành thân heo, nửa thân trên vẫn là người. Cũng có người là nửa thân trên biến thành heo, nửa thân dưới là người. Còn có người biến thành trâu bò hoặc những loài súc vật khác nữa, đều là nửa thân người, nửa súc sinh. Tại sao lại không hoàn toàn biến thành súc sinh mà luôn chỉ là một nửa thôi? Mọi người trong làng đều biết rằng nếu như một người hoàn toàn biến thành súc vật rồi, thế thì sẽ không có ai tin cả. Họ sẽ nói đây đơn giản chỉ là trò đùa quái đản của ai đó đuổi người ta đi rồi đặt một con heo ở đó. Vậy nên biến thành nửa người nửa heo là có thể trực tiếp thức tỉnh con người để cho con người biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đợi đến khi phải hoàn trả nghiệp báo, đời đời kiếp kiếp cũng chạy không thoát. Nhà triết học David Hume từng nói, động vật trong rất nhiều phương diện đều rất giống con người. Vậy nên chúng ta không thể nói rằng chỉ có con người mới có linh hồn, còn động vật thì không có cái gọi là linh hồn được. Cách nói của Hume không chỉ hợp với quy luật khách quan mà cũng rất hợp với những điều được giảng trong tôn giáo và văn hóa tâm linh của nhân loại trong suốt mấy nghìn năm nay. Nếu như sinh mệnh con người chúng ta thật sự là có tồn tại luân hồi, thì tất nhiên động vật cũng có thể có luân hồi. Nếu như con người và động vật đều có luân hồi, vậy thì con người và động vật có luân hồi qua lại với nhau cũng là chuyện không có gì khó hiểu. Câu chuyện heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết. Khi những người trên xe chuẩn bị khiêng cái lồng heo lên xe, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Cũng kể từ đó, mẹ tin hơn vào sự tồn tại của luân hồi và những điều kinh Phật giảng nói. Vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái, là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền.
những lứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi. Vậy nên rất được cả làng cả xóm tán thưởng. Tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con. Khi heo con sinh ra, heo mẹ đều rất cẩn thận di chuyển thân mình, chỉ sợ đè trúng heo con. Còn biết đưa phú cho heo con chưa mở mắt. Những lúc đẻ ít đều có 7-8 con, những lúc đẻ nhiều có 15-16 con. Mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó, biết nó đẻ con vất vả, mấy ngày tiếp theo đều nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn. Những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y bốc một số thuốc hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian. Heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích, không cần phải tốn sức lực. Về sau, năm 1946, xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn. Rất nhiều nhà đã bán heo đi. Đến giữa năm, cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt. Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo. Con heo mẹ cũng tựa như rất có linh tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó, liền đứng lên, dùng đầu ủi một cái, miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ. Nó đang bảo vệ đứa con của mình. Mẹ bước đến, nói với nó rằng, nuôi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền, mày hãy phối hợp một chút, đừng có không vui. Heo mẹ hầm hực, nghiêng đầu sang một bên, vừa phát ra tiếng thở hổn hển khò khè. Tôi cùng với ba mang cân ra, mẹ thì thu tiền, lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng. Cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở. Cứ như vậy, hơn 10 năm đã trôi qua. Heo mẹ mỗi lúc một già đi, số heo con đẻ được mỗi năm cũng ít đi. Mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán và muốn gầy giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là, nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã cống hiến không ít. Cả nhà đều không nỡ bán đi. Cũng là suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm, bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại mang thai heo con, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả. Sau cùng, mẹ quyết định bán cho một tên đồ tể họ Thang, là người giết heo trong làng. Khi ông Thang đồ tể đến, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, liền đến chuồng heo đuổi heo mẹ ra. Mở cửa chuồng heo, ông Thang liền dùng gậy chọc lên mình nó, muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe. Chọc cả một hồi mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng. Có lôi thế nào cũng đều không lôi được. Sau đó hàng xóm liền đến giúp đỡ, heo mẹ nổi khùng lên. Mọi người đều sợ bị heo cắn, vậy nên đều không dám đến gần nó. Có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi. Họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc. Trước đây cũng vậy, trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc một con chó, bà đều khóc, đau lòng đến mấy ngày liền. Mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ, vừa vuốt ve tai của nó, vừa bắt trận trên mình nó, nói rằng, heo mẹ à, ta cũng không muốn bán mày đi, để rồi bị giết, nhưng mày là heo, là súc vật, mày chính là sinh mệnh như vậy rồi. Nếu như có kiếp sau, thì đừng có làm heo nữa nha. Heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng, ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn. Mẹ khuyên cả buổi trời mà không được, cũng đã nổi cáu lên, liền lấy hai cây chổi để đuổi nó. Cũng không biết là nền chuồng bị trơn hay như thế nào đó, heo mẹ đột nhiên hai chân trước quỵ xuống, dừng lại cũng một hai giây, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy. Mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng. Các đồ tể liền vội vàng đẩy heo mẹ vào trong cái lồng sắt. Mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được. Những người trên xe khi chuẩn bị khiêng cái lồng lên, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mình mặc áo có sọc hoa, rơi những giọt nước mắt thương tâm, đang trân trân nhìn bà. Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi nhìn kỹ lại lần nữa. Rõ ràng là một người đàn bà khoảng 40 tuổi đang co rút trong cái lồng sắt. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lồng, đau đớn không thể tả. Lâu khoảng 5 giây,
Mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi, đều nhìn thấy lại là con heo mẹ kia. Lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng, vừa định hồn lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi gọi thằng đồ tể, nói heo không bán nữa. Thằng đồ tể cười phá lên nói rằng, tiền cũng đã đưa cho bà rồi, hối hận cũng không được nữa đâu. Xe đã nổ máy, mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi một lúc xa dần. Hai hàng nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc bị đứt dây, không sao ngăn lại được. Sau đó, khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy nói với chúng tôi, trong lòng chúng tôi cũng có cảm giác không sao nói ra được. Bà tôi âm thầm đốt một bó nhang cắm ở chỗ chuồng heo. Mấy tháng sau này, mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia. Từ đó về sau, mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa, ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mang thai không nên nổi giận. Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã ly dị, nhưng đứa con gái cho bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn, hiện nay là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh. Từ sinh ra đến giờ, tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi, luôn thích kình chống mẹ. Hễ bảo nó đi đông thì nó rảo tay. Thí như nó ưa ăn cơm rau xào, bà liền làm thật ngon cho nó ăn, rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê. Vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích, leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chịu theo. Hôm sau bà làm đúng thứ nó yêu cầu thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này. Nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. Hễ bà nói niệm Phật tốt thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tĩnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật. Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không? Hòa thượng bảo, lúc mang thai cháu được 6 tháng, bà thường nổi giận, bà đã gây cãi với chồng mấy lần. Bà nghĩ một lúc rồi đáp, dạ có, con gây với ông xã 2 lần. Chồng bà ngày xưa một bề yêu thương bà, phải không? Dạ đúng ạ. Chồng bà mỗi khi gây giận, lòng rất oán trách bà, vì mỗi lần gây dù bà biết mình sai, song vẫn cố cãi bướng. Sau đó bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố: ly thì ly, ông biến ngay cho tôi. Từ hồi ly dị đến giờ, bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm, đúng không? Đột nhiên bà bật khóc tức tưởi, nghẹn gào, lệ tuôn tràn rụa. Hòa thượng nói tiếp: lúc bà gây cãi với chồng, thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà. Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé. Bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai, dẫn tới vợ chồng phải ly dị, khiến cháu bị mất mát tình thương của cha. Mà nó chủ yếu là vì cha mà đến, đầu thai làm con gái hai người. Nên tận trong sâu thẳm của ý thức, nó đã có sẵn niềm oán hận bà. Thực ra nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng, chỉ là không chịu công khai nói ra thôi. Có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông. Để ông biết bà đã ăn năn thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái. Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử. Khi ở nhà, bà hãy chí thành tụng lễ ba bộ lương hoàng sám. Dưới sự gia trì của Phật, thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi, nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận. Hai đồng dưa cải.
có một nữ cư sĩ khoảng hơn 60 tuổi mới nhập Phật môn. Bà và chồng hướng hòa thượng thỉnh giáo. Con trai bà hiện nay 41 tuổi. Mấy năm trước, đầu nó bị nấm da trâu. Bây giờ đã lên đến não, khắp hai tay, ngón, móng gì cũng bị ráo. Bệnh chuyển lây lan dày bịch, đã chữa chạy khắp nơi mà vẫn vô hiệu. Xin hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng hỏi: Trước khi sinh thằng bé nửa tháng, bà có gì tiền bạc mà nổi giận không? Dạ không. Hòa thượng nói: Việc này xảy ra lúc đang mang thai. Bà thường bị ám ảnh và nghĩ đến luôn mà. Hãy tự kiểm thật kỹ lại xem. Một lát sau, cả hai vợ chồng hầu như đồng thanh cùng nói: Dạ đúng. Quả là có việc này. Bà kể, đó là vào năm 1960, do thiên tai nên thực phẩm bị khan hiếm, ngay cả mua cái muối cũng bị cơn đông hạn chế. Lúc thai nhi hơn 7 tháng, bà được quyền mua thực phẩm phụ. Còn nhớ khi đó mình chưa có mua cải muối, nhưng mà nhân viên ở hợp tác xã đã nhất quyết bảo là mua rồi. Con bèn lật sổ ra xem, thì thấy đúng là có ghi mấy chữ đã mua, nên nghĩ thầm, đây nhất định là mẹ chồng mình đã lén mua để viện trợ cho con gái bà ở Hắc Long Giang, chứ không ai khác hết á. Con về nhà tra hỏi, quả nhiên đúng y như vậy. Vậy là con nổi tam bành cãi với mẹ chồng một trận dữ dội. Con còn nhớ lúc đó, ông xã dị binh mẹ đã tặng cho con một đạp. Bà vợ kể lại, tuy ráng mỉm cười, nhưng nước mắt lưng tròng, sụt sịt nói: Chút chuyện nhỏ này đến nay đã 41 năm rồi nên con quên bén à. Ngài và chúng con mới gặp nhau lần đầu, vậy mà có thể khui ra hết. Ngài nhất định là Bồ Tát à. Hòa thượng dịu dàng bảo bà: Thai nhi trong bụng đối với vui buồn mừng giận của mẹ đều cảm nhận được hết, chỉ là nó không thể biểu hiện cùng ngoại giới thôi. Bà thịnh nộ với mẹ chồng, không những làm trái kỷ cương luân thường mà còn tự hại bản thân, lại khiến thần kinh não đứa con trong bụng tổn thương. Đây chính là nguyên nhân nó mắc bệnh hiện nay. Đương nhiên cũng do tội sát sinh ăn thịt của riêng bản thân nó nữa. Cả nhà bà cần phải dứt trừ ăn mặn và cùng sám hối mới có thể tiêu tội nghiệp. Gia đình bà có thể tụng kinh Địa Tạng chăng? Dạ được, nhưng mà không thông thạo lắm. Mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng cho đến khi bệnh con bà hoàn toàn hồi phục. Nên sống chánh nghiệp. Trai cưới vợ, gái lấy chồng là do duyên ác hoặc duyên thiện, không duyên thì chẳng gặp. Sinh con trai hay gái là đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ chẳng đến làm chi. Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, hướng hòa thượng diệu pháp thổ lộ nỗi sầu của mình. Ông kể trước đây tình cảm mình và bà xã rất tốt, nhưng từ khi sinh đứa con thứ nhất thì tính khí bà vợ bắt đầu nóng nảy thất thường, hay kiếm chuyện gây gổ làm khó. Thường cãi lẫy, ầm ĩ, có lúc còn đánh, cào cấu, làm ông bị thương khắp mình mẩy mặt mày. Trong lòng ông, dù rất tức giận, nhưng thuở giờ chưa từng đánh trả lại, giống như không hề có tâm giận oán chi bà. Sau đó, bà sinh tiếp đứa thứ hai, diễn tiến càng phức tạp, thê thảm, tới độ ông không thể bước vào nhà vì luôn xảy ra cảnh xung đột, ầm náo như trời nghiêng đất lở. Bất đắc dĩ, ông phải xin nghỉ hưu sớm. Trước đây quá phiền não, ông đã quy y Phật môn. Nghỉ hưu rồi thì dọn đến chùa ở. Do lương hưu ít, trừ giữ tiền ăn ra, còn lại ông đều đưa hết cho bà để nuôi dưỡng hai con ăn học. Nhưng số tiền lương ít ỏi càng khiến cho bà nổi cáo hung tợn hơn. Hiện tại ông đang mang bệnh mà phải tự lo một mình, nhưng chẳng dám đi bệnh viện vì không có tiền. Con cảm thấy thế giới này quá khổ, xin hòa thượng từ bi chỉ giúp cho con đường sáng. Ông khẩn thiết nói. Sư phụ lắng nghe rồi lên tiếng. Kiếp trước
ông sống bằng nghề buôn heo. Ông đem heo nái nhà mình đi phối giống, hễ sinh lứa heo con nào thì bán lấy tiền. Từng lứa heo sinh ra đều bị ông bán hết, khiến con heo mẹ nếm đủ nỗi khổ mang thai, luôn sinh sản và đau nhói lòng trong từng đợt vĩnh biệt con. Phải biết, động vật và người đều có tình cảm giống nhau. Lúc đó heo mẹ đã ghim hận, ôm lòng oán ông tận cùng. Thêm nỗi đến khi nó hết sinh sản được thì bị ông bán vào lò mổ. Thử nghĩ xem, con cái nó tất cả đều bị ông bán lấy tiền, phúc lâm chung lại bị giết đau đớn thê thảm. Nó có dễ dàng bỏ qua tội này cho ông chăng? Vì vậy mà đời nay nó đã tìm đến cùng sống chung bên nhau để báo oán. Vị cư sĩ lắng nghe chăm chú, tỏ vẻ hưng phấn, nói: Vậy con phải làm sao để hóa giải mối quan cù này? Vậy con xuất gia hẳn có được không? Xuất gia à? Ông không làm nổi, vì quá quyến luyến, quá yêu các con. Chỉ cần vài ngày không gặp chúng là ông ăn không ngon, ngủ không yên. Phải vậy không? Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Mà con ông lại quan hệ thấm thiết với mẹ, nên dù có xuất gia thì ông cũng chạy về nhà thôi. Lúc đó cảnh ngộ của ông sẽ còn thảm hơn hiện giờ. Vậy con phải làm sao? Hòa thượng cười cười bảo: Có thật ông muốn hóa giải oán cừu chăng? Đương nhiên, xin sư phụ chỉ giúp cho. Vậy ông hãy dùng tâm vui vẻ mà đối diện chấp nhận hết. Dù bị đòn cũng không đánh trả, bị chửi vẫn không mắng lại. Khi về nhà, dù gặp cảnh nghịch hay thuận đến, thì ông hãy bình thản đón nhận, cam tâm tình nguyện vì bọn họ phụng hiến, chân thành sám hối lỗi xưa, hầu hóa giải tội lớn đầy trời. Ngoài ra, hàng ngày ông phải kiên trì tụng niệm sớm tối, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho heo mẹ và các lứa heo con kiếp xưa từng bị ông bán đi. Ngoài việc phụ giúp lo liệu việc nhà ra, ông phải dốc sức tụng kinh bái sám. Làm được vậy thì cũng giống như xuất gia. Ông có đủ lòng tin không? Dạ có. Vậy thì tốt. Kiên trì thực hành như thế bền lâu, ông sẽ giải được oán hận. Quả báo bội tính vong dĩ. Ký Văn Đông hơn 40 tuổi, thân mặt hiếu tang, mắt đầm đìa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của thím Trương láng giềng lâu thật lâu, vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ thím Trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thím Trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi, thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình, ký thác toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức, tài sản hồi môn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này: Chúng ta đều là người một nhà, con em thì cũng như con anh chị. Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn. Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười, an lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày, thím Trương láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa, cứ cách 5-3 ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn, âm vang nghe rõ mồn một. Thím Trương tốt bụng đã nhiều lần can gián, nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó, thím phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi.
Thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa, nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thím Trương bèn đến gần hỏi han mấy câu, thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thím Trương thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, Thím Trương không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, hương thôn, ai cũng biết chuyện. Nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại Văn Đông lì bướng không ngoan. Bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo, cũng chẳng làm gì hại nó. Họ còn trách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu, nào có máu mủ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông, vả lại người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện đồ bộ của họ. Dù rất bất bình, nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm, rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thím Trương nhiều lần thừa lúc hai bác Văn Đông đi vắng, lén đút nhét, chăm bón cho thằng bé. Khi thì miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó. Nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến, thím mỉm cười, an ủi nó. Văn Đông dù đã lớn, nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ hai năm trước. Xuân hạ thu cứ dần qua, tới mùa đông, Thím Trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân. Nhìn nó co ro đưa tay ôm vai, run rẩy vì lạnh. Bà rơi nước mắt quay về nhà, tìm y phục cũ của con mình, giặt sạch sẽ, may thêm lớp bông độn bên trong. Và ngay tối hôm đó, đem sang nhà hai bác Văn Đông, nói là áo bông con mình chê không dùng, nên để cho Văn Đông mặc. Nói xong, bà tự tay mặc vào cho thằng bé. Trước khi Văn Đông thành nhân, bà còn may cho nó ba bộ áo bông, không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực, có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ. Cuối cùng, Ký Văn Đông cũng đã trưởng thành, thành tài, có sự nghiệp ổn định, được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng giềng, bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này có 6 người con, họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai khi chúng thành thân. Về phần Văn Đông, đối với sự ngược đãi của bác, không hề nói một lời than oán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc xúi anh đi kiện quan, thì anh nói: bác cả nuôi tôi khôn lớn cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không nhờ bác cưu mang thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành, nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang, gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì. Nếu như không học hành, không có nghề nghiệp ổn định, thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu cũng không giữ được lâu. Tôi nhất định học tập, trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt, để làm việc phục vụ hương thôn mình cho xứng đáng với sự quan tâm yêu thương của dân làng, không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác. Dân làng rất quý phục tính dân hậu thực thà của Văn Đông, ở hiền gặp lành. Giờ đây anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn, hiện có một con đang theo học tại đại học thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm, hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem hai người bác bồi tính vong nghĩa, làm trái lời thề, bị báo ứng ra sao. Họ có 6 con, gồm 4 gái 2 trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái út 29 tuổi cũng vướng bệnh bất trị, y hệt như anh chị mình mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt rung, ngày đêm bất an. 6 đứa con đã chết mất 3 người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng, đi cướp bóc, gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não,
từ đó nằm liệt giường, nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh, mắng chửi của con cái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường trai dính mền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi, đây có phải là nhân quả báo ứng không? Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói, ở quê chúng tôi á, ai cũng nói đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như là mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên, phàm phu không hiểu nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp tu hành, sớm chứng Bồ Đề mới là con đường chân chánh trong nhân gian. Bà Hàng trứng rán. Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50, phía sau bà còn hai cô con gái khoảng 20 mấy tuổi đang khiêng một bao gạo to. Tôi hỏi bà tìm ai? Bà nói bà tìm tôi, nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà, không đợi tôi mời, bà tự đóng cổng rồi tiến vào phòng khách. Sau đó bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật. Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai. Bà cười nói, một năm trước tôi có tới nhà Tôn Huynh, tôi là bà Hàng trứng rán nè. Tôi nghe qua thì sực nhớ, liền nói, à tôi xin lỗi, tôi nhất thời không nhận ra, xin mời ngồi. Đừng, bà đã đỡ chưa? Dạ khỏe rồi. Hôm nay tôi cho hai con khiêng bao gạo này đến để cảm tạ. Tôi biết Tôn Huynh xưa nay không có nhận quà, nhưng mà hôm nay Tôn Huynh nhất định phải nhận bao gạo này, vì nhờ Tôn Huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay. Nghe bà nói, dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ. Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi. Chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống, phải nằm trên giường 6 năm. Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước. Ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy. Nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành, tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng, bà nghĩ thầm, chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn, khỏi làm lụy tới hai con. Vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh, cũng chẳng uống thuốc chi. Con gái biết được ý mẹ, vạn phần lo lắng, bèn đến chùa Quan Âm cầu Phật gia hộ. May gặp một cư sĩ tốt bụng, trước đây ông là láng giềng của họ. Sau khi biết chuyện rồi, ông rất cảm thông, sẵn dịp nghe tin hòa thượng Diệu Pháp vừa đến nhà tôi, ông bèn dắt bà tới cầu sư phụ chỉ cho con đường sống. Hòa thượng lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi liền hỏi, nghề bà mưu sinh có liên hệ đến trứng gà không? Bà có vẻ kinh ngạc, nói, con sống bằng nghề bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng 10 mấy cân trứng. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không? Bà làm như vậy không phải để kiếm tiền sao? Dạ, con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền, mong ngài chỉ dùm nguyên nhân bị bệnh. Bà đừng trách tôi nói thẳng nhé. Một cân khoảng 11-12 trứng gà. Bà tính mỗi cân chỉ có 7-8 trứng, còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn, và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này.
có phải như vậy không? Bà đáp: Dạ, ai cũng làm vậy, để kiếm chút tiền mà. Trên thực tế, đâu phải là khách không có biết, nhưng mà lúc mua, chẳng có ai để tâm so đo. Nói theo Phật Pháp, thì bà làm như vậy là tham, là lừa dối. Bà bán hàng, cân thiếu vì mong có thêm chút tiền. Nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá, tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn. Đây là nguyên nhân căn bệnh của bà. Vậy chồng tôi không có liên can việc này, vì sao cũng bệnh giống vậy? Sư phụ nhẫn nại giải thích: Bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi: Phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo, chúng ta thấy mô tả tai nạn xe, cũng đồng một tai nạn, nhưng kẻ thì chết thảm. Có người bị văng ra xa mấy mét, nhưng lại bình an vô sự, tưởng chết lại được sống. Nghĩa là, có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng, nhưng thực ra, đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người. Những người sống thiện, dù gặp nạn dữ, rất dễ hóa lành, hay biến nguy thành an. Chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình, là thiên kinh địa nghĩa. Cổ nhân nói, quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo. Nghĩa là, dù ưa tiền, song kiếm tiền cũng phải có đạo đức. Bà đã cân thiếu hai lượng, dùng hành vi giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức. Hơn nữa, việc này đồng nghĩa với dưỡng hổ, di họa. Hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được. Trong tương lai, bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa. Tôi giải thích như vậy, bà có tiếp thu được không? Dạ, thưa sư phụ, con rõ rồi. Sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa. Hòa thượng bảo bà thỉnh tôn thượng Phật về thờ, mỗi ngày lễ bái sám hối. Bởi bà không biết chữ, nên hòa thượng dạy bà khi lạy Phật cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành. Lúc ra về, bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều, nên càng tăng thêm tín tâm đối với Phật Pháp. Thật không ngờ, hơn một năm thì bệnh của bà lành, còn đến đây đáp tạ nữa. Bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo, kích động nói: Sau khi tôi từ nhà Tôn Huynh ra về, ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình, lòng ăn năn khôn xiết. Hôm sau tôi vội đi thỉnh tượng Quan Âm về thờ, hàng ngày thắp hương lễ bái, một ngày lễ tối đa 300 lại. Lưng tôi chẳng những không đau mà ngày càng khỏe lên. Nhưng có một hôm, đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tới đứng không nổi. Các con khuyên tôi nên đi bệnh viện. Tôi nói, bệnh viện nếu chữa được thì ba của tụi bay đã không có chết. Sư phụ kia nói đúng, má tin ông ta. Thực ra, dù bệnh lành hay không tôi cũng tin. Ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi? Đau đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa, nên đành phải nằm trên giường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng. Một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấn đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi: Con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì? Con do tham tài mà lưng đau, bị thoát đĩa đệm cột sống, xin Ngài trị bệnh giúp cho. Con mà lành rồi thì ngày ngày luôn niệm Phật, lễ Phật. Bồ Tát cúi xuống, đưa tay sờ vào lưng tôi mỉm cười bảo: Ngươi vốn không có bệnh, nếu bị bệnh thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được. Nói xong Bồ Tát biến mất. Tôi mừng rỡ, niệm to danh Ngài rồi ngồi bật dậy trên giường.
Hai con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên chúng kinh ngạc vui mừng reo lên. Trời ơi, má, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè, má. Lúc này tôi mới phát hiện mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng thì đột nhiên lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng, chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy, chúng dìu tôi đi thử mấy bước. Lưng tôi không có đau chút nào hết á, chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn, lòng tôi tràn đầy niềm tri ân Quan Thế Âm. Đồng thời cũng nhớ đến ông xã, giờ đã thành nắm tro xương. Nếu như ông gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã được cứu rồi hay sao? Vậy là tôi đã quyết định về quê ra thăm mộ ông, khoe là tôi đã từ cõi chết mà sống được. Thăm mộ xong, bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày, tôi bằng lòng. Trong thời gian ở quê á, thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều. Tôi hỏi người trong thôn, lúa còn sót dữ quá, sao không ai mót hết vậy? Họ mới trả lời là bây giờ ở nhà ai cũng sung túc khá giả, nên chẳng thèm phơi đầu dưới nắng, mót lúa làm gì nữa. Tôi bèn hỏi, vậy chứ tôi mót có được không? Họ mới nói, có gì mà không được, vài ngày sau rơm rạ đều bị thiêu trụi hết thôi. Ngừng một lúc, bà nói tiếp, tôi thấy lúa còn sót quá nhiều, mà bị đem đi đốt hết thì rất là uổng. Bèn bỏ ra một tuần để mót lúa. Mót cũng được 4 ôm to đùng, đem xay ra thành 98 kg gạo. Hôm nay tôi chở tới cho Tôn Huynh 50 kg. Đây chẳng phải là lễ vật gì đâu, mà muốn để Tôn Huynh biết là lưng tôi thật sự là lành rồi, nên mới có thể khom lâu như vậy để mót ra ngần ấy gạo đó chứ. Xem như Phật Bồ Tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Tôi thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh Bồ Tát Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm, hồi hướng phúc cho chúng sinh, kính tặng Tôn Huynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi. Tôi mỉm cười bảo, tôi không dám thu lễ của bà đâu, hãy đem đến chùa cúng dường người xuất gia đi, vì các vị ấy mới là đại diện Phật tại nhân gian. Hơn nữa Hòa Thượng Diệu Pháp cũng là người xuất gia đó. Nghe tôi thuyết phục hồi lâu, bà mới hoan hỷ đem gạo đến chùa biếu. Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to. Một cô gái khoảng 27-28 tuổi, tai nghe lúc được lúc không, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng thính giác cô vẫn nghe không rõ, chẳng biết tại sao. Sư phụ hỏi, cô làm việc liên quan đến gì mà trong lỗ tai đầy tiền lẻ như thế kia? Cô nhất thời ngơ ngác hoang mang, không hồi đáp được. Tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu. Những đồng lẻ này vốn không thuộc của cô, nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng, lỗ tai cô vì vậy mà sinh bệnh, chứ chẳng phải trong lỗ tai cô có đầy tiền. Cô hãy kiểm xem, thật có chuyện này chăng? Cô lập tức hồi đáp, mình là viên thu ngân tại trạm bán xăng, mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ, cũng chỉ độ 1-2 hào, do khách hàng không cần thối nên bỏ lại. Hàng ngày cô tới công sở thường đi về bằng xe buýt, thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này trả tiền xe. Cô cho rằng đây không phải là tham ô. Đây không phải tham ô, nhưng là tham tâm, đúng không? Cô có vẻ ngượng, lúng túng gật đầu. Sư phụ hỏi, từ rày con còn tham những món tiền lẻ này nữa không? Cô nói với vẻ dứt khoát, vì ham chút lợi nhỏ mà bị thiệt to, con sẽ không tham như vậy nữa. Thế thì tốt. Sư phụ vừa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc, kêu lên, tai con giờ đã nghe rất rõ. Sư phụ mỉm cười bảo, trong tai con bây giờ ta nhìn không thấy có tiền lẻ nữa,
nhưng thấy vẫn còn thịt dăm bông, trái cây, nước giải khát. Đây là thế nào vậy? Cô tròn mắt kinh ngạc, hét lên. Trời ơi, mẹ ơi, ngài làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy? Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa dư mấy đồng lẻ, chúng con thường lấy đó mà mua thịt dăm bông, trái cây, nước uống, vân vân cho bữa dùng trưa. Đây cũng tính là tội hả thầy? Con là Thu Ngân, vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng, con đâu có quyền tự tiện làm như thế. Cô gật đầu lia lịa. Ngài nói đúng, từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa. Đã nói thì phải giữ lời đó. Cô hân hoan đứng dậy thưa. Sư phụ, tai con nghe hoàn toàn thông suốt rồi. Là ngài phát công lực cho con đúng không? Tôi đáp thay sư phụ. Đây là kết quả của quy luật. Cô vừa sám hối phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất, quyết tâm không phạm lỗi nữa. Cô rất mừng và chuyển sang thắc mắc khác. Đôi mắt con mấy năm nay hay có cảm giác sốn, mờ. Dạch ra xem thì thấy không có gì, nhưng mí mắt luôn bị đỏ. Có phải là do bị báo ứng, do liên quan đến lỗi sai trái nào nữa chăng? Sư phụ đáp, không cần suy nghĩ. Con biết tự giác phản tỉnh như vậy là rất tốt. Nơi mí mắt con ta thấy có nhiều bột giặt. Cô la lên. Hả? Chết con rồi. Chúng con làm ở tiệm xăng, phải dùng xà bông nên tẩy rửa các vết dầu dơ. Cho nên hàng ngày công tác thường dùng bột giặt rửa tay. Giờ ở tiệm công việc không bận lắm, nên bọn con gái chúng con lúc rảnh thường tranh thủ giặt y phục của mình. Sau đó còn đem quần áo, các vật dụng ở nhà đến tiệm dùng xà bông này giặt giũ luôn. Vừa tiết kiệm thời gian làm việc nhà, vừa tiết kiệm được bột giặt và nước. Các cô làm như vậy là tham, vì đã trưng dụng lấn chiếm tài sản quốc gia lẫn thời gian công tác. Như vậy là phạm lỗi, vì đã lấy những của công không nên lấy, đúng không? Cô gật đầu. Trước giờ con chưa từng nghĩ làm vậy là phạm tội. Vậy có phải con đã trở thành người xấu rồi sao? Tôi không nhịn được, chen vào. Hồi tôi chưa biết Phật Pháp thì cũng hành xử giống y như cô vậy. Trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sinh ở cõi này khởi tâm đồng niệm, không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội. Bởi kẻ sống trong cõi dục này, dù nhiều hay ít, đều có tập tính tham, sân, si. Như cô bị bệnh, nguyên nhân là do tâm tham, không hiểu pháp, không rõ lý. Một khi cô biết ăn năn sám hối thì bệnh sẽ tiêu thôi. Sư phụ từ bi bổ sung thêm. Từ rầy con phải nghiên cứu xem kinh sách cho nhiều để tăng trưởng trí huệ. Về công tác cần phải làm nhiều việc phụng hiến, hầu cứu chuộc lại lỗi tham chiếm tài vật của cơ quan. Lúc ra về, cô cảm thấy đôi mắt đã tốt hơn rất nhiều, nên trong lòng tràn đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật Pháp. Câu chuyện nhân quả này đã giúp ích tôi rất nhiều. Tôi đang làm công tác hỗ trợ người, nhưng trong thực tế, những chuyện xảy ra cho các vị khách cũng ngầm giáo dục tôi sâu sắc, khiến tôi từ đối chiếu, kiểm điểm dĩ vãng của tự thân và không thể không âm thầm sinh tâm sám hối. Tính ra, tuổi tôi lớn hơn cô, thời gian tạo nghiệp ác nhiều hơn, tham tâm cũng bự, to hơn và chuyện vấp sai lầm càng khủng hơn. Cô gái này tính cách lương thiện, chưa đánh mất nét thuần khiết, chất phác. Còn tôi thì cực kỳ nóng nảy, các lỗi ngu si, tham sân vân vân có đủ hết. Nếu chẳng sớm tu hành, tiền đồ bi thảm, ác có thể tưởng tượng được. Những câu chuyện nhân quả phát sinh bên cạnh tôi không ngừng cảnh tỉnh sách tấn tôi rằng phải ráng tu, thời giờ không đợi mình đâu. Lòng tốt của cây tượng ba. Năm 1994, tôi vẫn trụ tại căn nhà trệt một cổng, một sân. Đến tiết trung thu, thảo mộc kỳ hoa trong sân vẫn xum xuê muôn thuở. Bước vào cổng, bên trái là phòng khách, kim thư phòng của tôi. Cây tượng ba đặt cạnh cửa sổ. Trong sân có một dàn hoa. Bên phải cửa sổ là bàn viết, có đặt một chậu văn trúc thành tú xinh đẹp. Chiều nay, thằng con cấp trung học của tôi nó không đến lớp. Ăn trưa xong, nó đến thư phòng làm bài, viết lách. Còn tôi thì nằm trong phòng mình xem sách, đợi sư phụ hòa thượng diệu pháp đến. Hơn 4 giờ, chuông cổng reo. Tôi tiến ra nghênh đón hòa thượng
và thầy thị giả vào thư phòng. Thằng con 16 tuổi chắp tay lễ chào sư phụ, rồi tiếp tục chúi mũi vào công việc của nó. An tọa xong, hòa thượng Diệu Pháp hỏi con tôi: "Chân cháu bị hôi hả?" Thằng bé đỏ mặt thưa: "Chân con hồi 12-13 tuổi thì bắt đầu bị hôi, tẩy rửa cách gì cũng vô hiệu. Cách đây nửa giờ, ba con đã lệnh cho con mở cửa sổ để không khí được thông thoáng, vậy mà ngài vẫn còn nghe hôi hả? Thật là có lỗi quá, để con đi sang phòng bên kia." Sư phụ ngăn lại, mỉm cười bảo: "Thực tình là ta không có nghe hôi gì cả. Nhưng vừa rồi, khi con hướng ta đảnh lễ, các cây trong nhà đều tới đảnh lễ ta. Riêng chậu văn trúc này đã mách cho ta biết tình trạng của con. Nó nói con chiều nay không có tập trung, vừa chơi vừa phóng tâm, nên viết không có được bao nhiêu. Ngoài ra, nó còn than là bị mùi hôi từ chân con xông lên, khiến nó muốn chết ngạt." Nghe hòa thượng nói thế, con thật kinh hãi, tới trợn tròn mắt, đơ lưỡi, mặt càng đỏ hơn. Nó lúng túng quay sang nhìn tôi vì sợ bị mắng. Tôi cười, thưa với sư phụ: "Thằng bé nhà con vẫn như vậy đó. Lúc họp phụ huynh, thầy giáo luôn nói là thấy nó ngồi ở trong lớp, nhìn rất là khuôn phép đàng hoàng, giống như là chăm chú nghe giảng lắm vậy. Nhưng mà thử kêu nó mấy tiếng, nó vẫn không nghe. Con dạy như thế nào nó cũng không sửa. Nhưng may là thành tích học của nó tạm ổn hơn xưa rồi. Nhưng mà cái chân của nó, khi mà nó đứng ở đầu gió thầy, thì cái mùi chân nó bay xa đến 8 dặm luôn. Dạ, có cách nào trị không thưa thầy?" Lúc tôi nói, hòa thượng cứ một bề nhắm mắt. Lát sau, ngài bảo: "Cây tượng ba trong nhà con mới ăn ủi văn trúc, nói là nó có cách giúp cho. Để ta thuật lại con nghe nhé. Hãy dùng hai chiếc lá của nó như thế này này, chịu khó ra công một chút, sử dụng một lần thì lành." Cho dù trong kinh Địa Tạng từng giảng là hoa cỏ cây cối đều có thần thức, nhưng khi nghe sư phụ kể chuyện thực vật có thể đối thoại, khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, thú vị, bèn hỏi: "Dạ thưa sư phụ, cây tượng ba và văn trúc khi nói chuyện với ngài, chúng mang hình thái ra sao?" "Cây tượng ba có hình dáng người trưởng thành, mặc y phục cổ trang màu xanh. Còn văn trúc mang hình dáng thiếu niên, tóc trên đầu búi như các công tử thời xưa, cũng mặc áo xanh, nhưng trông thanh tú mảnh mai hơn. Hoa trong nhà con đa số mang hình dáng các cô bé, y phục diễm lệ như màu hoa. Cũng có thể đây toàn là ảo giác, chỉ là dạng truyền đạt tin tức, là điều áo diệu của thiên nhiên mà thôi. Phật nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Còn trong tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Vì vậy, con không nên chấp tướng." Nhưng tôi vẫn cứ chấp và hỏi: "Tất nhiên là thực vật có thần thức. Vậy khi con gắt hai lá của nó có thấy đau không thầy?" "Có chứ. Vừa rồi tượng ba nhờ ta chuyển lời dùng. Nó cầu xin con, khi cắt hai lá nó xong thì nhớ lấy chút đất trong bồn hoa bôi vào vết thương để cầm đau cho nó. Còn nữa, nó nói là nó đã theo con tụng kinh học Phật, nên con đừng có dùng rượu trắng xịt rửa hay tưới tẩm gì cho nó nữa, bởi nó cũng muốn giữ giới, không ẩm tửu. Nói gì giúp văn trúc mà tình nguyện hy sinh hai chiếc lá. Đây là do muốn học theo tinh thần bố thí của Phật. Vả lại, nó cũng rất muốn báo đáp ân các con hàng ngày đã quan tâm chăm sóc, cho nên nó mới cam lòng chịu đau, hiến lá làm thuốc như vậy." Tôi nghe xong rất cảm động, càng thêm tin tưởng đây là lời chính xác, bởi vì bạn bè từng mách cho tôi biết cây tượng ba rất ưa rượu. Nó bày tôi mỗi tuần nhớ pha một chút rượu vào trong nước, tưới cho cây tượng ba, như vậy nó sẽ lớn mạnh, xum xuê hơn. Qua câu nói của sư phụ, tôi bỗng nhớ đến một bài báo viết rằng hoa cũng có yêu ghét. Hãy đặt cạnh loài nó ưa thích thì nó sẽ lớn nhanh,
còn đặt cạnh loài thảo mộc nào mà nó ghét thì mức độ tăng trưởng cũng èo uột. Năm ngoái có một bài báo đăng tin một khoa học gia trong khi nghiên cứu đã phát hiện lúc rừng cây gặp đại hỏa tai, máy dò nhịp đập cảm thọ của cây bị thiêu, thấy phát ra tín hiệu rất tuyệt vọng, bi thương và còn nhanh chóng truyền tin hỏa tai này đến các cây khác. Nhưng lúc không có nạn cháy, máy đo cảm xúc này rất bình thường. Té ra, thực vật cũng giống con người và động vật, cũng có thức tình lục dục. Từ hôm đó trở đi, tôi đối với những điều Phật thuyết giảng trong Kinh Lăng Nghiêm như dê chết làm người, người chết làm dê, thảo mộc chết làm người, người chết làm thảo mộc, càng tin kiên định, không đổi dời. Cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Phật nói chư Bồ Tát tỳ kheo thanh tịnh, khi đi đường chớ nên dẫm đạp cây cỏ, huống nữa là đưa tay ngắt bẻ. Ngày tối hôm đó, tôi làm y theo cách tượng ba mắt với Hòa Thượng Diệu Pháp, thì chân côn tôi đã hết hôi. Chuyện xảy ra trong nhà tôi đúng là không hết chuyện thần thoại. Điều này khiến tôi nhớ đến các thần y như Lý Thời Trân, Tôn Tư Mạc, vân vân. Họ có thể hiểu được loại cây nào có dược tính gì và viết ra cuốn Thiên Kim Phương, Bổn Thảo Cương Mục, giải rõ Diệu Phương Lương Dược nhằm cứu giúp thế giới. Chắc hẳn họ đã có thể cùng Bách Thảo giao lưu nên mới sở hữu được tầm hiểu biết cao thâm khôn lường về thảo dược mà tạo phúc cho nhân loại như thế. Từ đó, tôi và người nhà không còn có ý làm thương hại bất kỳ loài thực vật nào, thậm chí cũng không đỡ dẫm đạp cây cỏ nhỏ bé trên đường. Đến nay, nhân loại đã bước vào thế kỷ 21. Đồng có ý thức bảo trì môi trường sinh thái quân bình, quan điểm này ngày càng phổ biến, thấm sâu vào lòng người. Nhưng tôi nhận thấy bảo vệ môi trường hoàn hảo nhất không ai qua Đức Phật, vì từng chữ từng câu Ngài dặn dò con người phải thương yêu sinh vật hoa cỏ đã có từ xa xưa, nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy rất mới mẻ, hợp lý, tràn đầy lòng từ bi và sáng ngời trí huệ. Phải thấy ưu điểm của người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến Ngũ Đài Sơn. Trong đó có một bà hơn 50 tuổi đang ở tại nhà khách, hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy y Phật 4 năm rồi, cứ rằm mùng 1 là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước con gặp một vị thiện tri thức, mới hiểu ra nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sinh. Không ngờ sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này mới biết ăn tam tịnh nhục chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh, nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu cho là con học Phật nên ngày càng mê tín khờ khạo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con 334 sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai, khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì các con cũng có tới xin lỗi, rước con về. Nhưng mà hễ tới bữa ăn á, là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu. Con nghĩ con muốn xuất gia, nhưng lại lo là chùa không có thu nhận. Tính vào viện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, Ngài mở mắt bảo rằng người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép bắt chúng phải phục tùng, vâng theo. Bà hy vọng con mình tin Phật ăn chay, cố nhiên là vì muốn tốt cho chúng. Thế nhưng cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy, không nên gấp rút nôn nóng muốn mau thành.
Làm như vậy sẽ bị phản tác dụng, khiến các con đối với Phật giáo phát sinh hiểu lầm, chống kháng. Trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn hai mâm, không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình giới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bất xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc, tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyển tốt âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà mà nương tựa. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi. Chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh thì trước tiên mình phải chánh bản thân. Ngoài ra, bà phải làm được việc này. Thường nói ba điều tốt. Một, phải thường nói con cái tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. Hai, phải thường nói sinh hoạt tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. Ba, phải thường nói thân quyến bạn bè tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. Ba điều này, từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà. Bất luận là con cái hay thân bằng, láng giềng, cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ỷ thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hành nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người đều nổi oán khí xung thiên. Cũng đồng một lý này, công phu ba điều tốt rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tại gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong thì không ngừng gật gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến. Gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sắc xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu Pháp. Hòa thượng diệu Pháp thật là diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nghi. Mê hồn thang. Mê hồn thang như tứ đổ tường, nhiều người mê đắm khó thể buông, hút thuốc học bài mờ tâm trí, đắm nghiền tủ sắc tự trói thân. Nếu ai thoát khỏi bốn tật này, chính là Như Lai Từ Tại Vương. Một chàng sinh viên khoảng 20 hướng hòa thượng diệu Pháp nêu thắc mắc. Vì kiếp trước đời sau, hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng hễ diêm dương cho người nào đầu thai thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn thang của mạnh bà, uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật có chuyện uống canh mê hồn này không ạ? Hòa thượng diệu Pháp đáp. Ta nói có hay không đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con. Hãy nghĩ xem, hiện tại người thế gian trước đây là oan gia với nhau, nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng vùi quên oán hận quá khứ,
để bắt tay hợp tác. Vậy là thù có thể hóa thành bạn. Có kẻ vốn là bằng hữu thân thiết như tay chân, cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù, thậm chí dẫn tới anh chết tôi sống thì một mất một còn. Đây đều là do uống phải mê hồn than tiền của Mạnh Bà mà quên hết tất cả. Diệt Dương Câu Tiễn vì muốn báo thù Ngô Phù Sai cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục trong quốc mà chịu theo hầu hạ phục dịch Ngô Phù Sai? Đây chỉ là giả vờ dối trá thôi. Vì tận đáy lòng Diệt Dương, ông đầy thù oán, chỉ đợi thời cơ rửa hận. Không phải là không báo thù, mà vì thời chưa tới. Một sinh mạng sau khi đầu thai chuyển thế, có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đẩy da thúi bên ngoài thôi, về hình dốc xem như có thay đầu đổi mặt. Thực đó, nhưng thần thức gá nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này, đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan, rằng nên hướng ai báo ân, hướng ai đòi nợ. Vì vậy mới có câu: thiện được thiện báo, ác hữu ác báo. Do nghiệp lực dẫn dắt, hãy cần đến thì nhất định phải đến, cần đi chắc chắn sẽ đi, quyết không thể vì ưa ghét của bạn mà thủ xả tăng giảm. Cho nên bị mê hồn than làm lú lẫn chính là bị tập khí tham sân si che lấp Phật tính vốn có, khiến cho chúng sinh phải điên đảo lưu chuyển trong sinh tử. Công tử áo xanh, phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có một gia đình ba nhân khẩu. Ông chồng thì thành thực, bà vợ siêng năng đảm đang, con gái họ 17 tuổi, mỹ lệ khả ái. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn, nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn, trước khi kết hôn cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước. Chỉ là lúc gặp mặt, bà thấy ông kiệm lời ít nói, cử chỉ thận trọng, bèn nghĩ thầm: đây là trượng phu có nề nếp, phong cách đáng để cho mình đương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi thì mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến cho bà chẳng cách chi dung nổi. Chẳng hạn như ăn cơm thì ông nhai chốc chết rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng ông nhai nuốt húp rồng rột. Còn khi ăn cơm thì dù mũi giải chảy như sông, ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắc đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo từ mông ông cứ nổ giòn liên thinh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng ngượng ngùng vô kể. Còn ông thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bốc hết vỏ, cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện xảy ra như thế này nghe rất vụn vặt, nhưng giữa chuyện vợ chồng đã vì vậy mà hụt hạt biết bao nhiêu lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười, mặc thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ, giống như không có thể diện. Ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài. Do vậy, đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn, nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở. Phần bà, hễ nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán, phiền muộn ứ đầy. Con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, nó chưa từng được ông bồng ẩm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó thì nó cũng ôm bất mãn đầy, vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha, bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ,
Hãy hai mẹ con đang trò chuyện nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn, con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học nên hàng ngày đi đường nó luôn tranh thủ tụng chú đại bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ lúc ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi, nên phải phân phòng ở riêng, chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã 3 năm. Bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ nên hiện thời bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò và bệnh hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết đây là ác duyên đời trước tụ hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy tôi gọi điện thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân X, nghèo khổ sống ở Thâm Sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ ông X đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông: "Nghe nói trên núi có cây du ngàn năm á, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi. Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán á, nhất định sẽ phát tài kiếm bổn tiền." Ông X nghe xong thập phần mừng rỡ, thầm tính tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông X trèo đèo lội suối lên tận núi cao và cuối cùng tìm được cây du to khoảng 3 người ôm. Ông thật là mừng vì được quá ước mơ, bèn cầm rìu khởi sự róc vỏ cây. Làm hồi lâu thấm mệt, ông dựng rìu dưới cây, trèo lên chán 3 cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc, nói mình đây là cây du, hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi, chỉ còn 3 năm nữa thôi thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết thì sẽ lâm vào cảnh công mất khí tận. Vì vậy cầu xin ông X hãy từ bi gia hạn, thư thả cho, để 3 năm sau hẳn tới róc vỏ, mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ân. Nói xong liền lạy ông X mấy cái. Lúc đó ông X hét to: "Không được, không được, tôi đang cần cưới vợ, không thể nào đợi 3 năm được." Rồi ông X giật mình thức giấc, công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Cuối cùng ông X cũng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở kiểm hàng, cân đo. Ông X do không biết chữ nên vội nói: "Tôi cực khổ dữ lắm mới đem được thuốc quý về, anh không được cân gian dối, lừa tôi đó nghe." Anh chủ tiệm liền đáp: "Yên tâm đi, tôi mà dối gian hả thì tôi làm con anh." Ông X đó đời nay chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây du ngàn năm, gặp thảm nạn bị lột hết da. Tục ngữ nói: người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt không da, không thể diện sao? Quả thực bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước rất quan hệ đến đời này, 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 hệ đến. Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình nuôi một con lừa, dùng nó để kéo cối xay và chuyên chở. Người chủ thấy lừa quá chậm chạp nên thường dùng roi đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi chết, nó được đầu thai làm người. Khi người chủ hay đánh đập lừa chết
lại đầu thai là một người phụ nữ. Khi cả hai người này đến tuổi thành hôn thì họ cưới nhau. Quý vị có biết cặp vợ chồng này sống với nhau như thế nào không? Suốt ngày người chồng đánh đập người vợ, ông đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm vật gì trên tay, cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa chửi, cho dù người vợ chẳng làm điều gì sai trái. Một hôm thiền sư Chí Công đi qua nhà họ, người phụ nữ bèn thưa với ngài: chồng con ngày nào cũng đánh và giữ con quá chừng mà con không biết tại sao. Bạch ngài, xin ngài hãy dùng ngũ nhãn lục thông bảo cho con biết mối tương quan nhân quả của chúng con đời trước ra sao mà đời nay chồng con đánh đập và chửi mắng con hoài vậy. Thiền sư Chí Công đáp: tôi sẽ nói rõ tương quan nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước bà là một người đàn ông, ngày nào bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục nó phải kéo cối sai bột. Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chổi tre. Nay ông chủ được đầu thai lại làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai làm người chồng. Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà, cũng như kiếp trước bà đã thường đánh chửi ông, tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả tương quan với nhau rồi, tôi sẽ bày cho một cách để chấm dứt dòng quán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ trong nhà, ngoại trừ cái chổi đuôi ngựa, chổi dây. Khi người chồng thấy chẳng còn vật gì dùng để đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này để đánh. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó bà mới báo cho anh ta biết nhân đời trước và quả đời sau báo ứng với nhau rất rõ ràng, như tôi vừa giải thích cho bà. Anh ta sẽ không còn đánh bà nữa. Người phụ nữ làm đúng như lời thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó để đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn, nhưng lần này cô ta kiên nhẫn ngồi đó chịu đòn cho đến khi ông chồng ngừng tay. Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta kể lại việc được thiền sư Chí Công giải thích cặn kẽ tương quan nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong ngẫm nghĩ: như thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại rồi tìm ta để đánh chửi. Từ đó ông chồng không còn đánh mắng người vợ nữa. Thế nên quý vị phải biết mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân đã tạo. Quý vị chẳng thể nào biết được trong đời trước ai đã từng là mẹ, là anh, là cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quý vị hiểu được đạo lý nhân quả thì quý vị có thể chuyển hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ những việc ác. Còn một chuyện nữa về thiền sư Chí Công. Một ngày, ngài ăn hai con chim bồ câu. Ngài rất thích món ăn này. Người đầu bếp nghĩ rằng món thịt bồ câu chắc là rất ngon, nên ngày nọ anh ta quyết định nếm thử. Anh ta làm việc này với hai ý nghĩ: một mặt là muốn thử xem thức ăn hôm nay mình làm có ngon hay không. Một mặt khác, anh ta nghĩ rằng ngài Chí Công ngày nào cũng thích ăn bồ câu, nhất định đây là một món ăn rất ngon, nên muốn thưởng thức một chút rồi mới đem đến cho thiền sư dùng. Khi người đầu bếp mang thức ăn đến, ngài nhìn đĩa thức ăn và hỏi: hôm nay có ai nếm trộm thức ăn này, có phải chính anh không? Người đầu bếp liền chối. Thiền sư liền bảo: anh còn chối, tôi sẽ cho anh thấy tận mắt ai là người nếm trộm, hãy nhìn đây. Ngài liền ngồi ăn, ăn hết hai con bồ câu rồi, ngài liền há miệng rộng. Trong đó, một con bồ câu liền vỗ cánh bay ra, còn con kia thì bị mất một cánh, không thể bay lên được. Thiền sư mới bảo: anh thấy đó, nếu anh không nếm trộm thì tại sao con bồ câu này không thể bay được? Chính là vì ông đã ăn hết một cánh của nó. Chuyện này làm cho anh đầu bếp biết thiền sư Chí Công không phải là người thường. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát, thế nên ngài có năng lực biến những con bồ câu bị nấu thành thức ăn rồi thành bồ câu sống. Không phải là Bồ Tát không làm chuyện này được. Thiền sư Chí Công còn thường ăn một loại cá gọi là tuệ ngư, cũng đem cá ra nấu nướng rồi ngài ăn từ đuôi lên đầu, nhưng sau đó ngài lại há miệng ra làm cá sống lại. Vì vậy những việc này là rất thường đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát. Thiền sư Chí Công là một vị Bồ Tát, nhưng không bao giờ ngài nói: các ngươi biết không, ta là một vị Bồ Tát, ta đang giáo hóa chúng sanh, ta có đại nguyện này, hạnh nguyện kia. Các vị không bao giờ móng khởi ý niệm ấy, cho nên chúng ta là hàng phàm phu, dù có thấy chư Phật hay Bồ Tát cũng không thể nào nhận biết được. Việc làm của Bồ Tát cũng gần như hành xử của người thường, nhưng thực chất lại không giống nhau, là vì phàm phu khi hành động chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình,
không nghĩ đến sự giúp đỡ cho người khác. Còn Bồ Tát thì chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác mà không nghĩ đến mình. Khác nhau là ở điểm này. Bồ Tát thì tự làm lợi ích cho mình, còn lo làm lợi ích cho người khác. Tự giác ngộ mình xong rồi giúp cho người khác giác ngộ, tự độ hoàn toàn, lợi tha hoàn toàn. Ý nghĩa của chú Đại Bi mà tôi đang giảng cũng nằm trong đạo lý này vậy. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Tâm Linh. Mời quý vị theo dõi câu chuyện luân hồi, làm heo đau khổ muôn phần. Trong luân hồi chuyển sinh, qua lại giữa người và động vật, điều thường thấy nhất trong các ghi chép sách cổ không phải là luân hồi giữa người và chó, mà là luân hồi chuyển sinh giữa người và heo. Bởi vì ở nước ta, heo là nguồn cung cấp thịt chủ yếu nhất, vậy nên một khi đã chuyển sinh thành heo rồi thì tất nhiên khó tránh khỏi số phận bị giết mổ. Vậy nên một khi đã đầu thai thành heo thì không chỉ chờ đợi phía trước là một số phận bi thảm, mà đằng sau đó còn có xen lẫn hàm nghĩa nhân quả báo ứng nữa. Xin dẫn ra một câu chuyện như sau. Vào thời Chiến Quốc, đại tướng Bạch Khởi nước Tần sau trận chiến ở Trường Bình đã tàn nhẫn chôn sống hơn 40 vạn quân không một tấc sắt trong tay của nước Triệu. Do vậy đã tạo nên nghiệp tội đời đời kiếp kiếp khó mà trả hết được. Theo những câu chuyện được lưu truyền ở dân gian, mọi người khi giết mổ heo thường phát hiện rằng sau khi nhổ bỏ lông heo rồi thì thấy trên lớp da thường có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người đều tin chắc rằng đây là do Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, cần phải chuyển sinh thành 40 vạn lần làm kiếp súc sinh mới có thể hoàn trả sạch cái tội chôn sống binh sĩ nước Triệu. Trong Đông Chu Liệt Quốc cũng có lời văn tương tự như vậy, ghi chép như sau. Về sau, đến cuối những năm triều đại nhà Đường, có sét đánh chết một con trâu, bụng trâu có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người nói rằng Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, vậy nên hàng mấy trăm năm sau vẫn còn phải chịu báo ứng làm kiếp súc sinh bị sét đánh chết. Nghiệp giết chóc nặng đến như vậy, những người làm tướng há không e dè được chăng? Kẻ ác tạo nghiệp bị biến thành heo, điều này khiến cho tôi nhớ đến một câu chuyện trước đây. Vào những năm 20 ở Sơn Đông đã từng xảy ra một chuyện như thế này. Có một tên cướp biển chuyên giết người cướp của. Có một lần trong khi đang giao đấu đã bị người ta giết chết. Sau khi linh hồn của anh ta rời khỏi thân xác thì chạy băng băng trên một cánh đồng rộng trong đêm tối. Bởi vì trời tối nên anh ta không hề hay biết rằng cái thân xác thịt của mình đã chết rồi. Phía sau có hai người đang đuổi theo rất gấp, anh ta cứ liều mạng mà chạy. Hai người kia đuổi kịp rồi, liền khoác một bộ y phục màu đen lên mình anh ta. Anh ta giãy giụa cởi bỏ y phục màu đen đó, rồi lại chạy thục mạng tiếp. Một lát sau, hai người kia lại đuổi theo kịp, lại mặc một bộ y phục màu đen lên người anh ta. Anh ta lại vùng thoát được, lại chạy nữa. Hết lần này đến lần khác, nhiều lần như vậy. Một lần sau cùng, anh ta nhìn thấy trước mặt có một ngôi nhà, liền vừa cởi bỏ y phục vừa lao đến ngôi nhà có ánh đèn kia. Anh ta gần như đã cởi bỏ toàn bộ y phục màu đen đó rồi, chỉ còn sót lại tay phải vẫn chưa kịp cởi bỏ ra. Anh lao vào trong nhà, ngay chính thời khắc này có một tiếng khóc nỉ non vọng ra. Sản phụ trong nhà này đã sinh hạ một đứa bé. Đứa bé sinh ra hết thảy đều bình thường, chỉ là tay phải lại là chân heo. Đứa bé này chính là tên cướp biển lúc đó chuyển sinh. Lúc đầu, bởi tên cướp biển này đã giết người, tạo ác nghiệp quá sâu và nặng nên bị bắt phải chuyển sinh thành heo, mặc cho người ta giết mổ để hoàn trả nợ nghiệp lúc còn sống. Bộ y phục mà hai quỷ sai đuổi theo chụp lên người anh ta chính là bộ da heo. Bởi vì anh ta đã đầu thai trực tiếp, vốn không tẩy sạch ký ức trong đầu, nên một đời này anh ta mang theo bàn tay phải có hình dạng móng heo cùng với những ký ức đời trước của mình đi khắp nơi giảng nói đạo lý nhân quả thiện hữu ác báo cho mọi người nghe, khuyên dạng người ta hãy nên tích đức hành thiện. Giống như ví dụ trước, câu chuyện luân hồi thành heo của người này thật khiến người ta nghe thấy không khỏi rùng mình rợn cả tóc gáy. Trong một đám tiệc, tôi ngồi cùng bàn với vợ của một ủy viên lập pháp họ Đổng. Trong lúc nói chuyện phím, tôi biết được rằng vợ chồng họ Đổng tuy xã giao bận rộn nhưng đã ăn chay trường từ khá lâu rồi.
Tôi không khỏi hiếu kỳ và hỏi nguyên do. Bà Đổng nói, đó là bởi người cậu của bà. Ông nói rằng bản thân ông có thể nhớ được chuyện của rất nhiều kiếp trước. Còn nói ông chính là heo chuyển sinh. Hơn nữa, không phải chỉ có một đời làm heo thôi đâu. Ngoài ra, còn thuật lại với bà về nỗi đau đớn của loài heo khi bị giết thịt. Ông kể rằng, sau khi con heo bị giết chết rồi, nỗi đau đớn vốn không phải chỉ dừng lại ở đây, mà vẫn còn có cảm giác rất mẫn cảm đối với cái thân xác thịt kia. Sau khi thịt heo ngoài chợ được mua về, phàm là thịt heo bị bầm càng vụn hoặc thời gian nấu càng lâu, thì hồn phách của con heo đó sẽ càng đau đớn. Nhất là đem thịt heo làm chà bông, cần phải dùng muối ướp thấm vào tận trong da thịt, còn phải trải qua quá trình rang sấy, nỗi đau phải chịu trong đó thật không phải là điều mà con người thường có thể tưởng tượng được. Điều đáng sợ hơn nữa, loại đau đớn này cần phải đợi đến sau khi người ta ăn hết số chà bông này mới kết thúc. Cũng chính là nói rằng nỗi đau của một con heo không phải sau khi chết là chấm hết, mà cần phải đợi đến khi người ta ăn hết tất cả số thịt mới kết thúc vậy. Ông ấy lại kể rằng, ông đã làm heo không biết bao nhiêu đời rồi, đếm cũng đếm không hết. Mỗi lần nghĩ đến nỗi đau từng làm heo, trong lòng vẫn không lạnh mà run. Ông ấy nói rằng, đời này Diêm Vương vẫn muốn phán ông tiếp tục làm heo nữa. Ông nghe xong sợ quá, vội vàng coi chân bỏ chạy. Nhưng phán quan rất mau đã túm lấy một mớ lông heo trên tay ném về phía lưng của ông. Vậy nên kiếp này, phần lưng của ông vẫn có một dúm lông heo. Nói xong, ông liền cởi áo ra cho mọi người nhìn để chứng tỏ những gì ông nói hết thảy đều là sự thật. Bà Đổng nói, từ sau khi nghe chuyện của người cậu, hai vợ chồng từ đó không còn đụng đến bất cứ một miếng thịt nào nữa. Ngoài ra, còn có người kể rằng, ở quê của họ gần 2 năm nay đã xảy ra mấy chuyện như thế này. Chuyện này bên phía chính quyền cũng phong tỏa thông tin rất nghiêm ngặt, không để bên ngoài được biết. Trong thôn có những người vô cùng xấu xa, ví như con dâu ngược đãi mẹ chồng. Đột nhiên vào buổi sáng một ngày nào đó, lật tấm chăn ra xem thử, thì thấy nửa thân dưới của cô con dâu này đã biến thành thân heo, nửa thân trên vẫn là người. Cũng có người là nửa thân trên biến thành heo, nửa thân dưới là người. Còn có người biến thành trâu bò hoặc những loài súc vật khác nữa, đều là nửa thân người, nửa súc sinh. Tại sao lại không hoàn toàn biến thành súc sinh mà luôn chỉ là một nửa thôi? Mọi người trong làng đều biết rằng, nếu như một người hoàn toàn biến thành súc vật rồi, thế thì sẽ không có ai tin cả. Họ sẽ nói đây đơn giản chỉ là trò đùa quái đản của ai đó đuổi người ta đi rồi đặt một con heo ở đó. Vậy nên biến thành nửa người nửa heo là có thể trực tiếp thức tỉnh con người để cho con người biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đợi đến khi phải hoàn trả nghiệp báo, đời đời kiếp kiếp cũng chạy không thoát. Nhà triết học David Hume từng nói, động vật trong rất nhiều phương diện đều rất giống con người. Vậy nên chúng ta không thể nói rằng chỉ có con người mới có linh hồn, còn động vật thì không có cái gọi là linh hồn được. Cách nói của Hume không chỉ hợp với quy luật khách quan mà cũng rất hợp với những điều được giảng trong tôn giáo và văn hóa tâm linh của nhân loại trong suốt mấy nghìn năm nay. Nếu như sinh mệnh con người chúng ta thật sự là có tồn tại luân hồi, thì tất nhiên động vật cũng có thể có luân hồi. Nếu như con người và động vật đều có luân hồi, vậy thì con người và động vật có luân hồi qua lại với nhau cũng là chuyện không có gì khó hiểu. Câu chuyện heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết. Khi những người trên xe chuẩn bị khiêng cái lồng heo lên xe, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Cũng kể từ đó, mẹ tin hơn vào sự tồn tại của luân hồi và những điều kinh Phật giảng nói. Vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái, là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền. Những lứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi. Vậy nên rất được cả làng cả xóm tán thưởng. Tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con. Khi heo con sinh ra, heo
heo mẹ đều sẽ cẩn thận di chuyển thân mình, chỉ sợ đè trúng heo con. Còn biết đưa phú cho heo con chưa mở mắt. Những lúc đẻ ít đều có 7-8 con, những lúc đẻ nhiều có 15-16 con. Mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó, biết nó đẻ con vất vả, mấy ngày tiếp theo đều nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn. Những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y bốc một số thuốc, hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian. Heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích, không cần phải tốn sức lực. Về sau, năm 1946, xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn. Rất nhiều nhà đã bán heo đi. Đến giữa năm, cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt. Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo. Con heo mẹ cũng tựa như rất có linh tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó, liền đứng lên, dùng đầu ủi một cái, miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ. Nó đang bảo vệ đứa con của mình. Mẹ bước đến, nói với nó rằng, nuôi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền, mày hãy phối hợp một chút, đừng có không vui. Heo mẹ hầm hực, nghiêng đầu sang một bên, vừa phát ra tiếng thở hổn hển khò khè. Tôi cùng với ba mang cân ra, mẹ thì thu tiền, lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng. Cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở. Cứ như vậy, hơn 10 năm đã trôi qua. Heo mẹ mỗi lúc một già đi, số heo con đẻ được mỗi năm cũng ít đi. Mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán và muốn đẻ giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là, nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã cống hiến không ít. Cả nhà đều không nỡ bán đi. Cũng là suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm, bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại mang thai heo con, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả. Sau cùng, mẹ quyết định bán cho một tên đồ tể họ Thang, là người giết heo trong làng. Khi ông Thang đồ tể đến, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, liền đến chuồng heo đuổi heo mẹ ra. Mở cửa chuồng heo, ông Thang liền dùng gậy chọc lên mình nó, muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe. Chọc cả một hồi mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng, có lôi thế nào cũng đều không lôi được. Sau đó hàng xóm liền đến giúp đỡ, heo mẹ nổi khùng lên, mọi người đều sợ bị heo cắn, vậy nên đều không dám đến gần nó. Có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi. Họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc. Trước đây cũng vậy, trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc một con chó, bà đều khóc, đau lòng đến mấy ngày liền. Mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ, vừa vuốt ve tai của nó, vừa bắt trận trên mình nó, nói rằng, heo mẹ à, ta cũng không muốn bán mày đi, để rồi bị giết, nhưng mày là heo, là súc vật, mày chính là sinh mệnh như vậy rồi. Nếu như có kiếp sau, thì đừng có làm heo nữa nha. Heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng, ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn. Mẹ khuyên cả buổi trời mà không được, cũng đã nổi cáu lên, liền lấy hai cây chổi để đuổi nó. Cũng không biết là nền chuồng bị trơn hay như thế nào đó, heo mẹ đột nhiên hai chân trước quỵ xuống, dừng lại cũng một hai giây, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy. Mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng. Các đồ tể liền vội vàng đẩy heo mẹ vào trong cái lồng sắt. Mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được. Những người trên xe khi chuẩn bị khiêng cái lồng lên, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mình mặc áo có sọc hoa, rơi những giọt nước mắt thương tâm, đang trân trân nhìn bà. Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi nhìn kỹ lại lần nữa. Rõ ràng là một người đàn bà khoảng 40 tuổi đang co rút trong cái lồng sắt. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lồng, đau đớn không thể tả. Lâu khoảng 5 giây, mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi, đều nhìn thấy lại là con heo mẹ kia. Lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng, vừa định hồn lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi gọi Thang đồ tể, nói heo không bán nữa.
Thằng đồ tể cười phá lên nói rằng tiền cũng đã đưa cho bà rồi, hối hận cũng không được nữa đâu. Xe đã nổ máy, mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi một lúc xa dần. Hai hàng nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc bị đứt dây, không sao ngăn lại được. Sau đó, khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy nói với chúng tôi, trong lòng chúng tôi cũng có cảm giác không sao nói ra được. Ba tôi âm thầm đốt một bó nhang cắm ở chỗ chuồng heo. Mấy tháng sau này, mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia. Từ đó về sau, mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa, ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mang thai không nên nổi giận. Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã ly dị, nhưng đứa con gái cho bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn, hiện nay là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh. Từ sinh ra đến giờ, tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi, luôn thích kình chống mẹ. Hễ bảo nó đi đông thì nó rảo tay. Thí như nó ưa ăn cơm rau xào, bà liền làm thật ngon cho nó ăn. Rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê. Vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích, leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chịu theo. Hôm sau, bà làm đúng thứ nó yêu cầu, thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này. Nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài, ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ, nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. Hễ bà nói niệm Phật tốt thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tĩnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật. Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không? Hòa thượng bảo, lúc mang thai cháu được 6 tháng, bà thường nổi giận, bà đã gây cãi với chồng mấy lần. Bà nghĩ một lúc rồi đáp, dạ có, con gây với ông xã 2 lần. Chồng bà ngày xưa một bề yêu thương bà, phải không? Dạ đúng ạ. Chồng bà mỗi khi gây giận, lòng rất oán trách bà. Vì mỗi lần gây, dù bà biết mình sai, song vẫn cố cãi bướng. Sau đó bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố: ly thì ly, ông biến ngay cho tôi. Từ hồi ly dị đến giờ, bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm, đúng không? Đột nhiên bà bật khóc tức tưởi nghẹn gào, lệ tuôn tràn rụa. Hòa thượng nói tiếp: lúc bà gây cãi với chồng, thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà. Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé. Bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai, dẫn tới vợ chồng phải ly dị, khiến cháu bị mất mát tình thương của cha. Mà nó chủ yếu là vì cha mà đến đầu thai làm con gái hai người. Nên tận trong sâu thẳm của ý thức, nó đã có sẵn niềm oán hận bà. Thực ra nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng, chỉ là không chịu công khai nói ra thôi. Có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông. Để ông biết bà đã ăn năn, thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái. Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử. Khi ở nhà, bà hãy chí thành tụng lễ ba bộ lương hoàng sám. Dưới sự gia trì của Phật, thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi. Nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận. Hai đồng dưa cải. Có một nữ cư sĩ khoảng hơn 60 tuổi mới nhập Phật môn. Bà và chồng hướng hòa thượng thỉnh giáo. Con trai bà hiện nay 41 tuổi. Mấy năm trước, đầu nó bị nấm da trâu, bây giờ đã lên đến não.
khắp hai tay, ngón, móng gì cũng bị ráo. Bệnh chuyển lây lan dày bịch, đã chữa chạy khắp nơi mà vẫn vô hiệu. Xin Hòa Thượng từ bi khai thị. Hòa Thượng hỏi: Trước khi sinh tặng bé nửa tháng, bà có gì tiền bạc mà nổi giận không? Dạ không. Hòa Thượng nói: Việc này xảy ra lúc đang mang thai, bà thường bị ám ảnh và nghĩ đến luôn mà. Hãy tự kiểm thật kỹ lại xem. Một lát sau, cả hai vợ chồng hầu như đồng thanh cùng nói: Dạ, dạ đúng, đúng. À, quá dạ là quá có việc này ạ. Bà kể đó là vào năm 1960, do thiên tai nên thực phẩm bị khan hiếm, ngay cả mua cải muối cũng bị cơn đông hạn chế. Lúc thai nhi hơn 7 tháng, bà được quyền mua thực phẩm phụ. Còn nhớ khi đó mình chưa có mua cải muối, nhưng mà nhân viên ở hợp tác xã lại nhất quyết bảo là mua rồi. Con bèn lật sổ ra xem thì thấy đúng là có ghi mấy chữ đã mua, nên nghĩ thầm đây nhất định là mẹ chồng mình đã lén mua để viện trợ cho con gái bà ở Hắc Long Giang, chứ không ai khác hết á. Con về nhà tra hỏi, quả nhiên đúng y như vậy. Vậy là con nổi tam bành cãi với mẹ chồng một trận dữ dội. Con còn nhớ lúc đó ông xã dì binh mẹ đã tặng cho con một đạp. Bà vợ kể lại, tuy ráng mỉm cười nhưng nước mắt lưng tròng, sụt sịt nói: Chút chuyện nhỏ này đến nay đã 41 năm rồi nên con quên bén à. Ngài và chúng con mới gặp nhau lần đầu, vậy mà có thể khui ra hết. Ngài nhất định là Bồ Tát à. Hòa Thượng dịu dàng bảo bà: Thai nhi trong bụng đối với vui buồn mừng giận của mẹ đều cảm nhận được hết, chỉ là nó không thể biểu hiện cùng ngoại giới thôi. Bà thịnh nộ với mẹ chồng không những làm trái kỷ cương luân thường mà còn tự hại bản thân, lại khiến thần kinh não đứa con trong bụng tổn thương. Đây chính là nguyên nhân nó mắc bệnh hiện nay. Đương nhiên cũng do tội sát sinh ăn thịt của riêng bản thân nó nữa. Cả nhà bà cần phải dứt trừ ăn mặn và cùng sám hối mới có thể tiêu tội nghiệp. Gia đình bà có thể tụng kinh Địa Tạng chăng? Dạ được, nhưng mà không thông thạo lắm. Mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng cho đến khi bệnh con bà hoàn toàn hồi phục. Nên sống chánh nghiệp. Trai cưới vợ, gái lấy chồng là do duyên ác hoặc duyên thiện, không duyên thì chẳng gặp. Sinh con trai hay gái là đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ chẳng đến làm chi. Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, hướng Hòa Thượng diệu pháp thổ lộ nỗi sầu của mình. Ông kể trước đây tình cảm mình và bà xã rất tốt, nhưng từ khi sinh đứa con thứ nhất thì tính khí bà vợ bắt đầu nóng nảy thất thường, hay kiếm chuyện gây gổ làm khó. Thường cãi lẫy, ầm ĩ, có lúc còn đánh, cào cấu, làm ông bị thương khắp mình mẩy mặt mày. Trong lòng ông, dù rất tức giận, nhưng thuở giờ chưa từng đánh trả lại, giống như không hề có tâm giận oán chi bà. Sau đó, bà sinh tiếp đứa thứ hai, diễn tiến càng phức tạp, thê thảm, tới độ ông không thể bước vào nhà vì luôn xảy ra cảnh xung đột, ầm náo như trời nghiêng đất lở. Bất đắc dĩ, ông phải xin nghỉ hưu sớm. Trước đây quá phiền não, ông đã quy y Phật môn. Nghỉ hưu rồi thì dọn đến chùa ở. Do lương hưu ít, trừ giữ tiền ăn ra, còn lại ông đều đưa hết cho bà để nuôi dưỡng hai con ăn học. Nhưng số tiền lương ít ỏi càng khiến cho bà nổi cáo khôn tận hơn. Hiện tại ông đang mang bệnh mà phải tự lo một mình, nhưng chẳng dám đi bệnh viện vì không có tiền. Con cảm thấy thế giới này quá khổ, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giúp cho con đường sáng. Ông khẩn thiết nói. Sư phụ lắng nghe rồi lên tiếng. Kiếp trước ông sống bằng nghề buôn heo. Ông đem heo nái nhà mình đi phối giống, hễ sinh lứa heo con nào thì bán lấy tiền. Từng lứa heo sinh ra đều bị ông bán hết, khiến con heo mẹ nếm đủ nỗi khổ mang thai,
luôn sinh sản và đau nhói lòng trong từng đợt vĩnh biệt con. Phải biết, động vật và người đều có tình cảm giống nhau. Lúc đó heo mẹ đã ghim hận, ôm lòng oán ông tận cùng. Thêm nổi đến khi nó hết sinh sản được, thì bị ông bán vào lò mổ. Thử nghĩ xem, con cái nó tất cả đều bị ông bán lấy tiền, Phúc Lâm Chung lại bị giết đau đớn thê thảm. Nó có dễ dàng bỏ qua tội này cho ông chăng? Vì vậy mà đời nay nó đã tìm đến cùng sống chung bên nhau để báo oán. Vị cư sĩ lắng nghe chăm chú, tỏ vẻ hưng phấn, nói: Vậy con phải làm sao để hóa giải mối quan cù này? Vậy con xuất gia hẳn có được không? Xuất gia à? Ông không làm nổi, vì quá quyến luyến, quá yêu các con. Chỉ cần vài ngày không gặp chúng là ông ăn không ngon, ngủ không yên. Phải vậy không? Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Mà con ông lại quan hệ thấm thiết với mẹ, nên dù có xuất gia thì ông cũng chạy về nhà thôi. Lúc đó cảnh ngộ của ông sẽ còn thảm hơn hiện giờ. Vậy con phải làm sao? Hòa thượng cười cười bảo: Có thật ông muốn hóa giải oán cừu chăng? Đương nhiên, xin sư phụ chỉ giúp cho. Vậy ông hãy dùng tâm vui vẻ mà đối diện chấp nhận hết. Dù bị đòn cũng không đánh trả, bị chửi vẫn không mắng lại. Khi về nhà, dù gặp cảnh nghịch hay thuận đến, thì ông hãy bình thản đón nhận, cam tâm tình nguyện vì bọn họ phụng hiến, chân thành sám hối lỗi xưa, hầu hóa giải tội lớn đầy trời. Ngoài ra, hàng ngày ông phải kiên trì tụng niệm sớm tối, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho heo mẹ và các lứa heo con kiếp xưa từng bị ông bán đi. Ngoài việc phụ giúp lo liệu việc nhà ra, ông phải dốc sức tụng kinh bái sám. Làm được vậy thì cũng giống như xuất gia. Ông có đủ lòng tin không? Dạ có. Vậy thì tốt. Kiên trì thực hành như thế bền lâu, ông sẽ giải được oán hận. Quả báo bội tính vong dĩ. Chí Văn Đông hơn 40 tuổi, thân mặt hiếu tang, mắt đầm đìa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của thím Trương láng giềng lâu thật lâu, vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ thím Trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thím Trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi, thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình, ký thác toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức, tài sản hồi môn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó, anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này: Chúng ta đều là người một nhà, con em thì cũng như con anh chị. Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn. Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười, an lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày, thím Trương láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa, cứ cách 5-3 ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn, âm vang nghe rõ mồn một. Thím Trương tốt bụng đã nhiều lần can gián, nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó, thím phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi. Thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa, nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thím Trương bèn đến gần hỏi han mấy câu, thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thím Trương thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều. Hơn nữa,
mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, Thiếm Trương không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, hương thôn, ai cũng biết chuyện. Nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại Văn Đông. Lì bướng không ngoan, bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo, cũng chẳng làm gì hại nó. Họ còn trách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu, nào có máu mủ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông, vả lại người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện nội bộ của họ. Dù rất bất bình nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thiếm Trương nhiều lần thừa lúc hai bác Văn Đông đi vắng, lén đút nhét chăm bón cho thằng bé, khi thì miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó. Nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến, Thiếm mỉm cười an ủi nó. Văn Đông dù đã lớn nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ hai năm trước. Xuân hạ thu cứ dần qua, tới mùa đông Thiếm Trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân. Nhìn nó co ro đưa tay ôm vai run rẩy vì lạnh, bà rơi nước mắt quay về nhà tìm y phục cũ của con mình, giặt sạch sẽ, may thêm lớp bông độn bên trong, và ngay tối hôm đó đem sang nhà hai bác Văn Đông, nói là áo bông con mình chê không dùng nên để cho Văn Đông mặc. Nói xong, bà tự tay mặc vào cho thằng bé. Trước khi Văn Đông thành nhân, bà còn may cho nó ba bộ áo bông, không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực, có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ. Cuối cùng, Ký Văn Đông cũng đã trưởng thành, thành tài, có sự nghiệp ổn định, được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng giềng, bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này có 6 người con, họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai khi chúng thành thân. Về phần Văn Đông, đối với sự ngược đãi của bác, không hề nói một lời than oán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc xúi anh đi kiện quan, thì anh nói: bác cả nuôi tôi khôn lớn cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không nhờ bác cưu mang thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành, nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang, gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì. Nếu như không học hành, không có nghề nghiệp ổn định thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu cũng không giữ được lâu. Tôi nhất định học tập, trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt để làm việc phục vụ hương thôn mình cho xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của dân làng, không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác. Dân làng rất quý phục tính nhân hậu thực thà của Văn Đông, ở hiền gặp lành. Giờ đây, anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn, hiện có một con đang theo học tại đại học thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm, hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem hai người bác bồi tính vong nghĩa, làm trái lời thề, bị báo ứng ra sao. Họ có 6 con, gồm 4 gái 2 trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái út 29 tuổi cũng vướng bệnh bất trị y hệt như anh chị mình mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt rung, ngày đêm bất an. 6 đứa con đã chết mất 3 người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng đi cướp bóc, gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não, từ đó nằm liệt giường, nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh, mắng chửi của con cái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường trai dính mền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới.
bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi, đây có phải là nhân quả báo ứng không? Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói, ở quê chúng tôi á, ai cũng nói đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tín bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như là mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên. Phàm phu không hiểu nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp tu hành, sớm chứng Bồ Đề mới là con đường chân chánh trong nhân gian. Bà Hàng trứng rán. Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50. Phía sau bà còn hai cô con gái khoảng 20 mấy tuổi đang khiêng một bao gạo to. Tôi hỏi bà tìm ai? Bà nói bà tìm tôi. Nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà. Không đợi tôi mời, bà tự đóng cổng rồi tiến vào phòng khách. Sau đó bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật. Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai. Bà cười nói, một năm trước tôi có tới nhà Tôn Huynh. Tôi là bà Hàng trứng rán nè. Tôi nghe qua thì sực nhớ, liền nói, à, tôi xin lỗi, tôi nhất thời không nhận ra. Xin mời ngồi. Đừng, bà đã đỡ chưa? Dạ khỏe rồi. Hôm nay tôi cho hai con khiêng bao gạo này đến để cảm tạ. Tôi biết Tôn Huynh xưa nay không có nhận quà, nhưng mà hôm nay Tôn Huynh nhất định phải nhận bao gạo này, vì nhờ Tôn Huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay. Nghe bà nói, dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ. Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi. Chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống, phải nằm trên giường 6 năm. Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước. Ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy. Nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành, tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng, bà nghĩ thầm, chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn, khỏi làm lụy tới hai con. Vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh, cũng chẳng uống thuốc chi. Con gái biết được ý mẹ, vạn phần lo lắng, bèn đến chùa Quan Âm cầu Phật gia hộ. May gặp một cư sĩ tốt bụng, trước đây ông là láng giềng của họ. Sau khi biết chuyện rồi, ông rất cảm thông, sẵn dịp nghe tin hòa thượng Diệu Pháp vừa đến nhà tôi, ông bèn dắt bà tới cầu sư phụ chỉ cho con đường sống. Hòa thượng lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi liền hỏi, nghề bà mưu sinh có liên hệ đến trứng gà không? Bà có vẻ kinh ngạc, nói, con sống bằng nghề bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng 10 mấy cân trứng. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không? Bà làm như vậy không phải để kiếm tiền sao? Dạ, con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền, mong ngài chỉ dùm nguyên nhân bị bệnh. Bà đừng trách tôi nói thẳng nhé. Một cân khoảng 11-12 trứng gà. Bà tính mỗi cân chỉ có 7-8 trứng, còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn, và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này. Có phải như vậy không? Bà đáp, dạ, ai cũng làm vậy, để kiếm chút tiền mà. Trên thực tế đâu phải là khách không có biết, nhưng mà lúc mua chẳng có ai để tâm so đo.
nói theo Phật Pháp, thì bà làm như vậy là tham, là lừa dối. Bà bán hàng, cân thiếu vì mong có thêm chút tiền. Nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá, tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn. Đây là nguyên nhân căn bệnh của bà. Vậy chồng tôi không có liên can việc này, vì sao cũng bệnh giống vậy? Sư phụ nhẫn nại giải thích. Bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi, phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo, chúng ta thấy mô tả tai nạn xe, cũng đồng một tai nạn, nhưng kẻ thì chết thảm. Có người bị văng ra xa mấy mét, nhưng lại bình an vô sự, tưởng chết lại được sống. Nghĩa là, có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng, nhưng thực ra, đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người. Những người sống thiện, dù gặp nạn dữ, rất dễ hóa lành, hay biến nguy thành an. Chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình, là thiên kinh địa nghĩa. Cổ nhân nói, quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo. Nghĩa là, dù ưa tiền, song kiếm tiền cũng phải có đạo đức. Bà đã cân thiếu 2 lượng, dùng hành vi giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức. Hơn nữa, việc này đồng nghĩa với dưỡng hổ, di họa. Hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được. Trong tương lai, bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa. Tôi giải thích như vậy, bà có tiếp thu được không? Dạ, thưa sư phụ, con rõ rồi. Sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa. Hòa thượng bảo bà thỉnh tôn thượng Phật về thờ, mỗi ngày lễ bái sám hối. Bởi bà không biết chữ, nên hòa thượng dạy bà khi lạy Phật cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành. Lúc ra về, bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều, nên càng tăng thêm tín tâm đối với Phật Pháp. Thật không ngờ, hơn 1 năm thì bệnh của bà lành, còn đến đây đáp tạ nữa. Bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo, kích động nói, sau khi tôi từ nhà tôn huynh ra về, ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình, lòng ăn năn khôn xiết. Hôm sau tôi vội đi thỉnh tượng Quan Âm về thờ, hàng ngày thắp hương lễ bái, một ngày lễ tối đa 300 lạy. Lưng tôi chẳng những không đau mà ngày càng khỏe lên. Nhưng có một hôm, đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tới đứng không nổi. Các con khuyên tôi nên đi bệnh viện. Tôi nói, bệnh viện nếu chữa được thì ba của tụi bay đã không có chết. Sư phụ kia nói đúng, má tin ông ta. Thực ra, dù bệnh lành hay không tôi cũng tin. Ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi? Đau đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa, nên đành phải nằm trên giường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng. Một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấn đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi, con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì? Con do tham tài mà lưng đau, bị thoát đĩa đệm cột sống, xin Ngài trị bệnh giúp cho. Con mà lành rồi thì ngày ngày luôn niệm Phật, lễ Phật. Bồ Tát cúi xuống, đưa tay sờ vào lưng tôi mỉm cười bảo, ngươi vốn không có bệnh, nếu bị bệnh thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được. Nói xong Bồ Tát biến mất. Tôi mừng rỡ, niệm to danh Ngài rồi ngồi bật dậy trên giường. 2 con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên chúng kinh ngạc vui mừng reo lên, trời ơi, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè má. Lúc này tôi mới phát hiện mình đã tự ngồi dậy được.
Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng thì đột nhiên lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng. Chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy. Chúng dìu tôi đi thử mấy bước. Lưng tôi không có đau chút nào hết á. Chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn. Lòng tôi tràn